và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. Sabbe satta averahantu sukhita hontu niddukkha hontu appajjapaccha hontu anikha hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampattihi samicchantu sukhi attanang pariharang tu dukkhappatta chanittukkha payappatta chanittapaya sokhappatta chanittasokha hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán đái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con tác bạch để thỉnh ngài Trí Đức truyền tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa mayan pante wisum wisum rakhana tha yasarane nasaha panchasila niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam bimayam pante visum visum rakkhanattha yati sarane nasaha panchasila niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam bimayam pante visum visum rakkhanattha yati sarane nasaha panchasila niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và kính sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, và sau đây con kính cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Tăng Khai. Trước tiên có lẽ chư tôn thiền đức tăng trong những niềm em mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đa Hằng Sa Lăng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Đa Hằng Sa Lăng Ga Cha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Ca Hằng Sa Lăng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng. Đô Ti Yam Bi Bụt Đa Hằng Sa Lăng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô Ti Yam Bi Đắc Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô Ti Yam Bi Sang Ca Hằng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Ti Yam Bi Bụt Đa Hằng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hai lòng
Ti yam bi đắc măng sa năng gan cha mi, con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang căng ta năng gan cha mi, con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyam bi Buddhang saranang gacchami, Dutiyam bi Dhammang saranang gacchami, Dutiyam bi Sanghang saranang gacchami, Tatiyam bi Buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi Dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi Sanghang saranang gacchami. Dạ con xin sám hối ạ. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng nịch thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là mình đi sẽ khó năng tâm ma bị giam bị còn xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh na đa na về là mình đi sẽ khó năng tâm ma bị giam bị còn xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cảm bề xung bích cha cha ra về là mình đi sẽ khó có năng tham ma bị giam bị còn xin mấy giờ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa về là mình đi sẽ khó có năng tham ma bị giam bị còn xin mấy giờ điều học là quy tránh xa sự nói dối con xin mấy điều học là quy tránh xa sự uống rượu và các chất say. Banatipata quê ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Ve Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kane Sumichachara Ve Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Ve Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana. Ve Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Imani bancha sikhamadani sa tukang katua ngabama dena nicchakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi đó thì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra mọi việc hành theo cho được trong sạch định, có dễ vui. A ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh yon tị, sì lê na phu ka sâm bạc đàn, sì lê na nê phu tinh yon tị tạ mai, sì lăng vị sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các tay cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhớ. Sa thu lành thay. Uất tam mang ghe na văn đề hăng ba đa băng sung và ruột tam mang. Phụt thế yô khá lý tô đô sô. Phụt thô khá mạ tú tăng mạ măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande ham thamman cha du vi thot tamang thamne yo khalito do so thammo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc hai hàng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande ham sankhan cha du vi thot tamang sankhe yo khalito do so sankho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và con kính dâng mức cho Ngài. Yani tapu ta ni samayata ni puma ni vaya ni wa antalike ta. Thayatang deva manu sapu jitang buddhang namasama suvat thi hô tung. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đánh lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại để và cúng dường. Mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc. Yani thapu ta ni samagata ni phumma ni vaya ni vantalikhe tathagatang deva manosapu jitang thammang namasama suvat thi hô tung. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hành lễ chính pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Yani thapu ta ni samagata ni phumma ni vaya ni vantalikhe tathagatang deva manosapu jitang sankhang namasama suvat thi hô tung. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phô hoa tu sắp của mong gà lăng rắc khăn tu sắp và đê vô ta sắp bộ bụt đá hai sâm bà thầm mang sâm bà sâm cá hai nô phá quê nà sà đà sô thi. Phật văn tu kê tất cả hạnh phúc hằng có định người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu lành thay.
Yang kin chi ku salakam mang katap bang kiri yang mamakaye. Na wacha manasa tidase sukatang katang. Ye sakta san yino akti ye cha sakta asan yino. Katang punya palang mai hang sapde pagi pawan tute. Ye tang katang suwidi tang din nang punya palang maya ye. Chatat thana cha nanti de wa gan toa ni we da yum sapde lo kam hi ye. Sakta chi wan ta hara he tu ka. Manun yang pho chanang sapde la phan tu mama che. Ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông vừa đến với đạo tràng. Dạ, cô Meta có trước máy ha cô? Ồ, cô Nhật Quỳnh, con xin lỗi. Dạ, cô Nhật Quỳnh có. Dạ, con kính dân gửi mít lại cho cô ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thanh Hoàng. Cảm ơn Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Nam Mô Tam Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Trang đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh cũng kính mời quý vị chuẩn bị câu hỏi, có thể đưa bàn tay mình lên, cũng có thể có những câu chích chát. Nguyên Trang nghỉ một chút thì Nguyên Trang trở vào làm thị giả cho Ngài, và Nhật Quỳnh chỉ đỡ mít một chút thôi. Dạ, kính mời đạo tràng chuẩn bị. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Đà Sa. Tam ma đề sa na già na cha gà tha Brahma cha lỡ ca thì bà ti sa ham bà ti cà tan cà li anh thì hòa răng a già cha tha san ti tha sa tập bà ra chấp kha cha tí ca đề xê tu tham mang anu cấm
Vì măng ba chăng sa thầm ma phê na danh cha ca văn suốt tành cha bản thân a ba trăm ma chậm măng a cơ ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bở tha nay dê ba ri sa và mạnh chê phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lọc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tan dời thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tỉnh ngài thuyết pha nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn Nam Mô Bụt Tha Giá và Đạo Tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Diệu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam Mô Tát Xà Pha Quá Tô và Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bụt Tha Xà Nam Mô Tát Xà Pha Gá Quá Tô và Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bụt Tha Xà Nam mô Tát Xà Phá Gá Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Xà Nam mô Bụt Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hành Giả Kính Thưa Chư Cận Sinh Nam và Sinh Nữ Đồng Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Cách đây 2 ngày tức là ngày lễ quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Lúc trước chúng tôi có nói rồi, năm nay quý vị có người nào nhớ xin nhắc lại để cho bằng hữu trong đạo tràng nghe thử. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nhục Quỳnh thấy bàn tay của Kim Nhung và dạ, mời Kim Nhung ạ. Dạ alo alo ạ. Alo alo ạ. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hài, chị Nhật Huỳnh và Trần Đạo Thanh Hoàng đã nghe cho biết tín hiệu nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ ngài Liễu Tông, con kính lễ quý cô tu nữ cùng kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ chị Nhật Huỳnh ơi, em không có giơ tay đâu chị Nhật Huỳnh ơi. À, em cũng không biết sao lại là có cái tín hiệu giơ tay. À, nhưng thôi em cũng có câu hỏi như thế này. À, dạ thưa ngài, khi mà con học á, thì con có một cái thắc mắc như thế này về vi diệu pháp ạ. Là cái người mà tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì sẽ đi vào bốn đường ác đạo. À, như vậy thì trong cái kiếp sống đó lúc tử họ cũng sử dụng cái tâm quả bất thiện này, rồi khi đi tái sanh họ cũng sử dụng tâm này luôn, vì họ quá khổ mà họ cũng đang sử dụng cái tâm này. Thì như vậy có đúng không ạ? Thì như nếu mà họ cũng sử dụng cái tâm này khi đi tục sinh thì như vậy thì họ không có hội thoát khổ, vì cứ đi vòng vòng từ kiếp này sang kiếp khác cứ dùng cái tâm thọ xả quả bất thiện. Thì con hiểu như vậy có đúng không thưa ngài? Ngài hoan hỷ giảng giải giúp con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hành Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, hiểu như vậy là không đúng. Tử sanh với loại tâm nào thì khi tử với loại tâm đó, chứ không phải sanh phải tử với loại với cái tâm đó, nhớ chuyện đó.
Thành nhưng mà tử với cái loại tâm đó, khi mà sanh lại đó, chưa chắc sanh lại với cái loại tâm đó. À. Thí dụ như kiếp này mình làm người với cái một trong bốn cái tâm đại quả. Một trong bốn tông tám cái tâm đó. Thì khi mình chết thì chết với cái loại tâm đó, chứ không phải chết với cái tâm mà làm cho mình tái sanh, tái tục. Nhưng mà khi mình sanh lại chưa chắc, có thể là những cái tâm khác tùy theo cái nghiệp mà nó cho mình đi tái sanh trong kiếp sau. Có thể về bốn đường ác đạo không chừng. Nếu đắc thiền có thể đi lên cõi thiền không chừng. Hoặc là có thể sanh lại với cái loại tâm đó nhưng mà không ở cảnh giới mình đang ở. Mình nhớ chừng đó. Nghĩa là cái tâm sanh và tâm tái tục có thể cùng loại tâm nhưng không phải cùng một tâm. Mình nhớ chuyện đó ha. Mình nhớ chuyện đó chứ không phải là cùng một tâm rồi cái lúc nào chết sanh đi sanh lại, vậy là không có phải. Bởi vì kiếp này có thể mình rớt xuống địa ngục, nhưng một kiếp sau chưa chắc mình còn ở lại địa ngục. Bởi ăn thua cái nghiệp kiếp trước, cái nghiệp tốt nào nó theo kịp thì nó dẫn lên. Hoặc là cái nghiệp nào nó không tốt lắm nhưng mà nó tốt hơn chút chút này cũng phải dẫn mình đi lên cái chỗ khác chứ không còn ở cái chỗ cũ nữa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, Nhật Quỳnh chào Kim Nhung. Dạ, thấy Kim Nhung đã có tín hiệu rồi. Dạ, Kim Nhung đã sa thú. Vậy là Kim Nhung đã tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, cảm ơn Nhật Naven cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, lúc nãy Ngài hỏi cái câu gì mà bên con ồn quá, con không có nghe được rõ. Mà con thấy bàn tay của Kim Nhung nữa, nên con không có nghe. Dạ, đạo tràng có vị nào Nhật Quỳnh thấy chị Meta có đưa lên tín hiệu trả lời câu hỏi của Ngài là lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời chị Meta, chị nghe rõ câu hỏi của Ngài và chị có trả lời thì kính mời bàn tay của chị nghe. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Ma Gia, Nam Mô Sang Ca Gia. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cái máy của con sao nó đứng rồi nè. Dạ. Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cô Meta ơi, ở đạo tràng nghe âm thanh của cô rất là rõ ạ. Dạ, con kính mời bàn tay của cô Meta nha cô. Hồi nãy đạo tràng nghe rất là rõ, dạ không biết cô còn trong trung không? Cô có nghe tín hiệu của con không cô? Dạ, sa thú, dạ con thấy bàn tay của cô, con kính gửi mic lại cho cô nha cô. Dạ, ơn đạo tràng đã cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ thì quý vị đã cho biết là nghe được âm thanh của Meta rõ. Dạ, hồi nãy con nghe Ngài Liễu Tông hỏi là cách đây vài ba ngày thì có một cái buổi lễ rất là quan trọng, đó là buổi lễ gì? Thì con có đưa lên đó là buổi lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, không biết có đúng không, xin Ngài giảng dạy cho con ạ. Dạ, con nhớ là như vậy. Dạ, con xin dâng mít lại cho Ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch Chư Tôn Hoàng Giả, kính thưa chị quý vị. Thứ năm kiền rồi, tức là ngày mùng 8 tháng Vệ Sắc. Tiếng Bali gọi là Atthami Pooja.
Tức là cái ngày đó là một trong những cái ngày quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Tức là ngày đó là thiêu cái xác thân của Đức Phật. Đó. Nếu mà không có cái ngày đó, tức là không có thiêu, không có gì, thì mình giờ đâu có lá xá lợi, đâu có những cái gì khác. Thành ra đó là ngày thiêu. Việt Nam gọi là ngày lễ, làm lễ trà tì. Thiêu. Tiếng Bali là Atthami Pucha. Quý vị nên nhớ ngày đó. Đó là cái ngày đó, đó là cái ngày mà Đức Phật Niết Bàn được tuần lễ xong thì mới thiêu. Còn nếu mà tính ngược lại 80 năm là cái ngày của mẹ của Bồ Tát á, Thăng Thiên. Bởi vì bà sanh ra Bồ Tát xong một tuần sau thì bà sanh về cõi trời, bà chết rồi bà sanh cõi trời. Nhưng mà cái ngày đó nếu mà tính trong cái đời của Đức Phật á, thì đó là cái ngày làm lễ trà tì. Quý vị nên nhớ ngày lễ lớn chứ không phải ngày lễ nhỏ. Nhớ những ngày nào lớn, lễ lớn liên quan tới ngày của Đức Phật thì nên nhớ, để có mình có dịp mình tưởng nhớ tới Đức Phật thì mình tưởng nhớ tới những cái ngày liên quan tới ngày luôn. Nam mô Bích Thầy. Dạ. À, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã nhắc nhở cho chúng con biết được, và cũng sa thú chị Mata nhớ rõ, và thật sự con mới nghe lần đầu tiên bạch ngài. Con nghe lần đầu tiên là cái ngày mùng 8 lễ Vê Sắc là ngày trà tì của Đức Thế Tôn, cũng như ngày Thăng Thiên của bà thân mẫu của ngài. Dạ, rất là sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân ngài đã nhắc nhở cho chúng con, và chúng con cũng sẽ ghi nhớ những ngày này để chúng con tưởng nhớ. Thì Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư, chúng con học hỏi giáo pháp của ngài thì phải ghi nhớ những cái ngày quan trọng như vậy mà từ trước giờ con không có nghe. Bây giờ con mới nghe lần đầu tiên. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bằng tay quý vị, và có thể mời những câu chết chát. Nguyên Trang uống nước rồi, Nguyên Trang có thể cầm mic đọc những câu hỏi của quý vị rồi. Và dạ, cũng như là có những bàn tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Vậy Nguyên Trang có câu hỏi nào mở hàng? Ô, sa thú Thành Hoàng, mời Thành Hoàng nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông ạ. Con kính chào đạo tràng ạ. Thưa ngài, con cũng là Phật tử ở ngoài Bắc ạ. Con cũng mới biết đến Nam Tông được đúng tháng này là chọn 3 năm ạ. Nhưng con cũng ở ngoài này thì cũng ít được giảng học. Con may mắn được bạn con chỉ con đến cái room này để con học, cũng mới được khoảng 2 tuần, hơn 2 tuần thôi ạ. Con cũng kính tri ân ngài và các chư tôn đức tăng, các cô tu nữ cùng tất cả đạo tràng. Hôm nay con cũng mạo muội xin hỏi một câu hỏi mà con cũng chưa được hiểu lắm. Nếu mà ngài đã giảng rồi con chưa được nghe thì con xin sám hối, nhưng con cũng muốn hôm nay con được nghe lại ạ. Là tại sao Đức Phật dạy có 84,000 pháp môn để tu, thì đó là những pháp môn nào, thì con xin ngài chỉ dạy cho con để chúng con được hiểu và chúng con biết để chúng con tu tập ạ. Con kính tri ân ngài ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Gia kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị, 84,000 pháp quẩn, tức là 84,000 bài pháp đó được Phật thuyết trong vòng 45 năm hoằng pháp của ngài, chứ ngài không có nói ra là ta dạy bao nhiêu pháp. Nhưng mà trong 45 năm đó thì cái vị mà nhớ thuộc lòng mà đã từng làm thị giả với ngài đó, kể lại cho chư tăng nghe trong cái kỳ cách tạp tâm thạng lần thứ nhất, tức là ngài Ananda, ngài nói với chư tăng là bạch các chư tôn hiền giả, chính tôi nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn 82,000 pháp quẩn, và từ các bạn đồng phong hạnh 2,000 pháp quẩn,
Chúng tôi là Ananda nhớ và thuộc lòng tất cả 84.000 bài pháp như vậy ha. Đó là nói ngài Ananda ngài nói ra vậy. Thì 84.000 pháp quẩn gồm có gì? Gồm có những cái điều liên quan tới luật, tức là điều cấm hoặc điều cho phép, 21.000 pháp quẩn. Còn về cái hai được gọi là Sutanta Vipaka, tức là liên quan tới kinh tạng đó. Kinh tạng thì có 21.000 pháp quẩn, gồm có Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, rồi Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Còn lại là thuộc về Tạng Vi Diệu Pháp. Tạng Vi Diệu Pháp thì có 42.000 pháp quẩn, gồm có 7 bộ. Thứ nhất là Thâm Má Sẵn Kha Ni, thứ hai là Quý Phân Khá, thứ ba là Bụt Lá Banh Nhất Tị, thứ tư là Tha Tụ Ca Thả, thứ năm là gì thì nhân quên, là thứ sáu thức ca thảo quá ai có thụ, thứ bảy là phẩm song đối, và thứ bảy là phẩm song đối, là thứ sáu là phẩm song đối, thứ bảy là bạch thả ná, tức là bộ đại sứ đó, có tất cả 40. Cái đó là nói tóm tắt thôi, chứ còn nếu mà tính ra để hình thành sách thì không biết bao nhiêu mà nói nhiều lắm. Trong chú giải của một cái ngài gọi là Bạch Thả Ná Sa Dạ Đo, ngài được mời qua thuyết ở trường đại học Oxford bên Anh Lê đó, thì ngài nói cái phẩm chỉ riêng cái phẩm mà Bạch Thả Ná thôi đó, nếu mà một người sống với cái số tuổi là 100.000 năm đó, và mỗi ngày người đó tụng được khoảng 10.000 câu hỏi, thì người đó phải tốn rất nhiều năm để có thể tụng hết cái phẩm đó, thì phải biết là nó nhiều dữ lắm. Mà còn mình thì mình chỉ học cái tóm tắt từ đầu. Có nhiều người nói là từ ngày Xá Lợi Phất Tạ, thật sự ra nó không chính xác. Tóm tắt từ ngày Ananda, bởi chính ngày Ananda ngày đã khai với Chư Tăng là chính tay tôi nghe từ kim khẩu Đức Phật. Ngài nói rõ ràng, trong khi tới tập tâm tạng đó không có ngài Xá Lợi Phất Tạ thì không nói, nó nói cái đó là do ngài Xá Lợi Phất Tạ nói hay dạy cái đó thì không được. Chứ nếu mà do ngài Xá Lợi Phất Tạ nói hay dạy ra đó thì ngài Ananda phải nói cho tôi nghe từ miệng của ngài Xá Lợi Phất Tạ chừng đó, chứ ngài đâu có nói tôi nghe từ miệng từ kim khẩu các bạn đồng phong hạnh là 2.000 pháp quẩn, nhớ vậy đó. Đức Phật dạy ở cõi này mà dạy như thế nào thì cái đó mình không có chi tiết trong các lần kết tập tâm tạng thì mình không có thể chi tiết được. Nhưng mà cái chuyện ngài lên cung trời ngài dạy là khác, cái chuyện ngài dạy ở cõi này là khác. Ngài dạy ở cõi này thì ngài Ananda là người thuộc thì hiểu rõ ràng nhất, chính ngài nói trong lần kết tập tâm tạng đó mà. Ngài nói chính miệng, chính lỗ tai ngài nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Rồi sau này mình cứ nói cái đó là ngài Xá Lợi Phất Tạ nói ra, nó hay giảng gì pháp này kia, thường nó nói cái đó nó không có bằng chứng vậy đó. Cái gì nó hiểu vậy đó, nó ngài dạy như này nhưng mà gại như thế nào, gại lúc nào thì không ai biết đó. Tại vì trong kinh điển không có đề cập đấy. Nhưng mà lần kết tập tâm tạng thì ngài nó đang ngài nói như vậy thì mình phải tin ngài nó đa, chứ nếu mà mình nói vậy đâu được, nó không phải ngài Xá Lợi Phất Tạ dạy chứ đâu phải ngài nó đa này kia em xồm không có được. Cái đó Đức Phật dạy chứ không phải của ngài Xá Lợi Phất Tạ nào có tạng gì pháp đó. Chính Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú con thanh kính tri ân ngài. Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Xích Hà nhưng mà Xích Hà cho phép Nhật Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu bạch ngài. Ngài giải thích lại là ngày 8 tháng 16 là lễ trà tì của Đức Thế Tôn. Mà con thấy trong đạo tràng chị Bát Ta chắc lên là ngày 23 tháng 4 là lễ trà tì. Bạch ngài là mình tính theo lịch nào nó mới đúng hả bạch ngài? Và con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nguyên thủy là phải tính theo lịch Ấn Độ, chứ còn 23 tháng 4 là tiền lịch của Tàu.
Vâng, bạch cô Tào. Thường là mấy cái nước mà Tích Lan, Thái Lan, Nguyên Địa này, họ không xài lịch Tàu mà chỉ xài lịch Ấn Độ mà thôi. Lịch Ấn Độ tức là họ không có tính một tháng có 29 hay 30 ngày giống như lịch Tàu, mà họ tính theo mặt trăng, tức là từ mặt trăng từ tối tối thui là cho tới rằm đó, tức là nó là cái chiều lên của mặt trăng. Nên, chiều lên trăng từ cái ngày trăng tròn mà đi xuống cho tới ngày tới thui nữa đó, tức là cuối tháng đó, cái họ gọi là chiều xuống đó, tức là nửa tháng lên nửa tháng xuống, tức là họ chỉ 15 ngày thôi, chứ không có, thành ra nó không có giống như cái lịch của Tàu. Lịch Tàu đi 1, 2, 3, 4 rồi thành ra mới tính là ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23 rồi kia, cái đó không có. Lịch của Ấn Độ là mùng 1, mùng 2, mùng 3 lên, rồi tới mùng 1, mùng 2, mùng 3 xuống vậy đó. Ví dụ nó lên tới rằm rồi 14 xuống, 13 xuống, 12 xuống cho tới thì trở lại, tính cả lên xuống đó. Thành ra để chúng tôi tìm cái địa chỉ để cho quý vị download cái quyển lịch mà các nước theo Phật giáo truyền thống xài đó, mà bằng tiếng Anh để cho quý vị có gì truy trong đó thì biết những ngày lễ của Phật giáo nó nằm như thế nào. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thú con thành kính tri ân ngài. Và ngài là con hôm nay con thấy ngài có mang a cầm rồi, là ngài có thể bớt cái linh ra được có bạch ngài. Còn nếu mà ngài bớt ra mà ngoài đạo tràng không ai thấy thì là ngài có thể gửi qua BM của con. Dạ, bây giờ nhờ mà bây giờ Hà cầm mic phải không? Nghe Quỳnh thấy bàn tay của Hà. Dạ, mời Xích Hà nghe. Dạ, con kính ảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính ảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, và con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ, thưa ngài, sẵn ngày nãy có giảng về 84.000 pháp uẩn đó thưa ngài, thì nói đúng là phải là pháp uẩn, là những cái bài pháp của Đức Phật giảng, chứ nói là pháp môn là không đúng, phải không thưa ngài? Cái đó là câu hỏi số 1 của con. Câu hỏi số 2 là cái lần kết tập Tam Tạng lần đầu đó thưa ngài, là các ngài thánh tăng thì chỉ có truyền bá qua khẩu miệng là để ghi nhớ lại, chứ thời đó là chưa có giấy viết, và đến khi thời nào thì bắt đầu kết tập Tam Tạng mà có giấy, có ghi viết rõ ràng thưa ngài? Xin ngài chỉ dạy con xin tri ân, con xuống mất. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hàng giả, dạ kính thưa cho quý vị. Cô Như Quỳnh thấy cái địa chỉ chưa? Nếu mà thấy cái địa chỉ click vô thì nó thấy cái quyển lịch là nó đậu liền. Đó, thấy không? Thấy quyển lịch nó biểu download thì download cái xuống đó xuống máy mình là nó cái dạng của nó PDF, nó lật ra từng tờ cho mình. Đó. Thấy rồi xuống lấy cái đó để coi. Thì trong đó nó có dấu ví dụ nửa mặt trăng hay một nguyên mặt trăng, mặt trời gì đó xong đó để coi. Thật sự ra Đức Phật dạy là tại sao gọi là pháp quẩn. Cái quẩn khánh thá là một cái tập hợp nhiều câu hoặc là nhiều ý nghĩa của cái bài pháp đó. Chứ mình nói một pháp môn là cái chữ môn là nó tối nghĩa đó, mình không hiểu nó như thế nào. Thành ra cái quẩn là một tập hợp. Thành ra thường thường chúng tôi không dùng cái quẩn, sợ nhiều khi quý vị không hiểu cái chữ khánh thá là quẩn. Thành ra chúng tôi thường thường dùng là 84.000 bài pháp. Đó. Tức là bài pháp có thể ngắn dài. Mà muốn biết ngắn dài như thế nào đó thì mình dựa vào cái điều mà người ta định nghĩa cái chữ khánh thá là chữ quẩn đó. Dầu rằng có thể một hay là hai câu thôi, nhưng mà mình có thể dùng cái câu đó, nghĩa là nó liên hệ tới một số cái điều kiện khác để mình có thể đi tới cái mức cuối cùng, tức là có thể đi thấy được đạo quả đó, thì cái đó gọi là một pháp quẩn. Nghe không? Một pháp quẩn. Thì chúng tôi thí dụ để cho quý vị dễ hiểu. Cái câu mà sẽ qua na chà pha la năng đó, nghĩa là không gần người ác. Ê tâm măng, cá lắm bố tâm măng.
Thì cái câu ấy sẽ của na cho ba lăng ai tâm băng muốn tâm băng đó là một pháp quẩn, để cho gọi pháp quẩn. Bởi vì nếu quý vị hiểu thật sự rõ ràng câu đó là gì, quý vị hành đi và nói liên tục với một vài cái pháp khác thì quý vị có thể thấy được đạo quả đó, thì cái đó là một pháp quẩn. Thì bây giờ cái câu mà a sế quana chập ha la năng đó, tâm ăn cái mối tâm ăn đó, mình hành như thế nào để mình có thể mình đi tới cái mức cuối cùng. Thì bây giờ thứ nhất mình nói là người ác, thì muốn biết người ác là cái gì mà hiểu cái đó mới được. Chứ thường mình không hiểu người ác. Người ác là gì? Trong phẩm trong nhị đề đó của cái Thâm Má Sẵn Ca Ni đó có câu là ba la thâm ma, các pháp làm cho chúng sanh trở thành người ác. Thì pháp đó là gì? Nếu nói rộng là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở đi theo nó. Còn nếu nói văn tắc là tham sân si. Thành ra bất cứ người nào, kể cả cái người đang nói đây và những người ngồi trong room này, lúc nào mà cái tâm có tham sân si thì lúc đó được gọi là người ác. Chứ không phải là cha kia nó chửi mình nó mới là người ác, còn mình không phải. Mình mà giận nó lại thì mình cũng là người ác như thường. Mà khi quý vị vô trong room này đó, mà quý vị khi quý vị vô room này và quý vị sân hận người này người nọ, chát lên chọc người này người nọ đó, thì quý vị vẫn là người ác đang nghe pháp như thường, chứ không phải là lúc đó quý vị là Phật tử nghe pháp đâu. Này nhớ chuyện đó nha. Thành ra bây giờ đó, khi mà biết vậy đó, thì cái a sẽ na chập ha la năng đó, tức là mình thường gọi, mình gọi là không cần người ác đó. Cái đó là nếu mình dịch cho đúng đó, làm thế nào để được gọi là không cần người ác. Thì bây giờ khi cái ác nó xuất hiện trong đầu trong óc của mình đó, mình đem cái ác đó ra ngoài, mình cho nó diệt đi, thì lúc đó mình cái trong cái giây phút đó mình được gọi là không gần người ác. Vậy hiểu không? Mà muốn đem cái ác đó ra khỏi cái sự suy nghĩ, cái lộ trình tâm mình, nó làm sao để làm được, thì quý vị phải hành cái pháp tâm quán niệm xứ, tức là tâm có tham biết có tham, tâm có sân biết có sân, tâm si biết có si. Đó. Thì bây giờ mình hành cái pháp tâm quán niệm xứ, Đức Phật nói là đây là con đường duy nhất dẫn tới đó, thì quý vị hành cái đó tới nơi thì nghĩa là rốt ráo thì có thể dẫn được tới cái nơi cuối cùng, chứ sao không được, thấy không? Nên nó chỉ cần một câu vậy mà quý vị hiểu, nó liên kết với một số điều kiện khác, quý vị vẫn có thể đi tới nơi như thường. Mà mình thường thường mình không có hiểu, ha? Mình không hiểu là làm sao, nên mình cứ tưởng là nó giận mình, nó là người ác. Thành ra Đức Phật nói là cái thằng đó, cha đó nó giận mình, mà mình giận lại nó, mình còn ác hơn cha đó nữa. Vì nó rẻ quá chuyện đó, thấy không? Đó. Chứ đừng có tưởng đâu là người đó là ác, chứ còn mình không phải ác. Khi nào có tâm mình có tham có sân si là mình là người ác, chứ không nói nào. Quý vị ngồi trong ở đâu không biết, ngồi trong chánh điện, ngồi trên cái rung này cũng vậy. Mà nếu có tâm quý vị có tham sân si là quý vị đang là người ác nghe pháp, thì ác đang tụng kinh, chứ không thể nào nói tôi là người thiệt hết đó. Nhớ cái chuyện đó. Đó. Câu thứ nhất nói nhiều quá quên rồi. Câu thứ hai lên hỏi lại đi, nằm ngồi với thầy giá. Dạ, thưa ngài, con kính tri ơn ngài rất là hay. Dạ, con sa thú. Dạ, cái câu số 2, thưa ngài, con muốn hỏi là cái thời kết tập tam tạng lần thứ nhất, thưa ngài, thì con biết là thời Đức Phật chưa có giấy viết, không có viết được, thì cái đó là truyền khẩu qua miệng của các vị thánh tăng. Rồi đến khi nào thì bắt đầu có kết tập tam tạng mà ghi xuống sách vở mà để cho truyền bá đến ngày hôm nay để từ con hay là các chúng sanh được hưởng được cái giáo pháp đó. Và con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tâu Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để thuyết đó, cái ngôn ngữ đó gọi là Magathi. Nó là âm ngữ chứ không phải là ngôn ngữ. Magathi là âm ngữ chứ không phải là ngôn ngữ. Nó không có chữ viết. Đó. Lần kết tập tam tạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó thì vẫn dùng cái âm ngữ đó, chứ không có ghi xuống đầu đó. Nhưng mà tới lần thứ ba đó, sau lần thứ ba kết tập tam tạng, lần thứ tư đó ở Tích Lan á, thì các nhà kết tập tam tạng, tức bắt các bậc thánh rồi này kia, chúng ta thấy cái lúc này là giáo pháp chắc lúc đó đang ở Tích Lan chắc đang suy nhiều lắm rồi. Thì họ nói nếu mà vẫn tiếp tục như vậy đó, thì tại sao này không còn ai có thể nhớ hay là cái cách nào để giữ vững giáo pháp cả. Thành nó mới quyết định viết xuống, viết dùng cái âm đó đó để viết theo cái ngôn ngữ của Tích Lan, ngôn ngữ xiển Hà Lá đó, Tích Lan. Nhưng mà khi quý vị biết là tới tầng thứ năm thứ sáu thứ bảy thì vậy, thành là khi mà viết dùng cái ngôn ngữ khác rồi đó,
thì nó có sự sai lạc. Thì tất cả các nhà mà về văn học văn hóa, ta mới điều chỉnh những cái sự sai lạc, ta không muốn cho nó sai. Rồi khi mà điều chỉnh vậy đó, ta thêm những cái này, cái nọ, này kia, ví dụ như mình gọi là văn phạm đó, nó phải vậy, phải vậy, phải vậy. Khi mà thêm vậy nó hoàn hảo rồi đó, thì người ta dùng cái danh từ mới để người ta diễn đạt cái điều mà đó đó là chữ Bali. Nó Bali là gồm chữ mà là chữ ba gốc, là ba lá, là bảo vệ hay là giữ gìn. Thành ra khi người ta gọi cái tên Bali, người ta mới có cái định nghĩa của chữ đó là như thế nào. Bút thá quá trần năng ba lê ti tị ba lý. Ba lý là ngôn ngữ duy trì và bảo vệ và toàn hảo ý nghĩa của giáo, của những lời Đức Phật dạy. Đó. Thành ra kể từ cái năm lần thứ tư mới bắt đầu ghi xuống là vậy. Mà cái chữ Bali là tới hình như là cả ngàn mấy năm sau đó mấy các chú giải người ta mới sử dụng. Chứ từ xưa người ta sử dụng ngôn ngữ Magathi. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ quý sư, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy Hà Sa Thú, con kính tri ân Hà, kính tri ân Ngài. Dạ, kính cảm ơn Hà đã đặt câu hỏi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng rất là tri ân Ngài, để Ngài đã giải thích về cái câu hỏi của Ngài, của Hà, để tụi con được hiểu rõ hơn. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài, hay có thể chết chát trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Thưa Ngài, trong khi chờ đợi, con thấy bàn tay, dạ con kính gửi mic lại cho Hà. Dạ, dạ con kính định lại Ba Ngôi Tam Bảo, con kính định lại Ngài Lưu Tông, các quý sư và thầy kinh và đạo tràng. Dạ, thưa, không ai lên thì còn hỏi thêm một câu thưa Ngài. Dạ, hồi nãy có nói về cái tạng vi diệu pháp, thưa Ngài, biết là con biết là Đức Phật lên cung trợ đạo lợi thuyết cho bà thân mẫu, thì cái đó là Ngài, Đức Phật chỉ thuyết ở trên cõi trời, thì cái duyên cơ gì, con chỉ có nghe đọc thôi mà con cũng không biết là có đúng hay sai, là Đức Phật lại thuyết lại cho Ngài Xá Lợi Phất, thì có cái đó, cái suy nghĩ của con hay cái sự hiểu biết của con không biết có đúng không, xin Ngài chỉ bảo thêm mà con qua mất. Nam mô với thầy giá kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, cô tinh nữ Thành Thủy Trần này có nghe sư nói không? Nghe sư nói là sư Anu Mô Thanh A đã sơn cái ấy, đã nhuộm cái áo của sư. Nghe cô tín nữ rồi. Không biết có nghe không, ai vô ngồi làm gì đó không biết. Cô Thanh Thủy nè. Thật ra đó thì theo chú giải thì Đức Phật là muốn đền đáp cái công ơn của cái vị chư thiên tiền thân là mẹ của Bồ Tát, muốn đền ơn của, và thành ra muốn thuyết để độ mẹ vậy mà. Nhưng mà cái đó thì có nhiều cái nó sâu xa hơn, là bà đó đó, bà vậy ra thành vị tiên rồi, vị tiên nam, thiên nam, vị tiên nam. Tại sao không đi ở cõi trời đậu sức mà không lên cõi trời đậu sức mà lại phải lên cõi trời đau lợi rồi đấy. Thì chú giải cũng giải thích vậy đó, nói là bây giờ đó bà vị thiên nó phải tốn công tâm tới, theo mình nó là tâm sư học đạo, thành ra vị đó từ trên cái cung trời đậu sức cao hơn hoặc đi xuống cung trời tam thập tam thiên trời đau lợi. Còn Đức Phật thì từ ở trên này đi, từ cái cõi này đi lên đó, để giống như là tạo cơ hội để cho cái vị thiên đó tạo được phước. Thành ra khi Ngài thuyết vậy đó thì có chỗ nói bà đắc thánh đắc gì đó thì cái chuyện đó miễn bàn bởi chú giải. Nhưng mà cái đó là cái cách mà Đức Phật dùng cái pháp của Ngài để
để bày tỏ sự hiếu thảo của mình đối với cái vị thiền từng là mẹ của Bồ Tát. Bởi vì đó là lý do mà sau này quý vị học trong những cái câu Phật ngôn có câu là sapha tha năng thamma tha năng chinati, trong các loại bố thí pháp là cao thượng nhất. Chữ pháp ở đây đó không có nghĩa là in kinh này để cho người ta lấy rồi này kia là bố thí pháp, không phải. Chữ bố thí pháp ở đây, chữ pháp ở đây đó nghĩa là trí tuệ, hoặc nhân, nhân đưa đến trí tuệ. Thành ra trong các loại bố thí trí tuệ hoặc bố thí nhân đưa đến sự phát sanh trí tuệ là hành bố thí cao thượng nhất. Thì ngài đã lên đó, ngài dùng những cái bài mà ngài thuyết ra đó để cho bà, để cho vị thiên đó phát sanh trí tuệ. Còn cái thứ hai nữa đó thì dầu rằng trên đó 3 tháng này nó không qua lâu đó, trên đó có mấy phút thôi, 3 tháng như này nó có mấy phút thôi, nhưng mà Đức Phật ngài có cái thân xác là con người, thành ra con người không có nhịn đói lâu được, nó mỗi ngày ngài phải đi trị bệnh. Khi ngài đi trị bệnh đó thì từ đó ngài về cái chỗ Thì Mã Lạp Sơn bây giờ đó, trên đó nó có cái hồ gọi hồ Ano Đát Tạ đó. Thì ngài ngồi đó ngài dùng cơm, thì ngài xả cái bụi nó lên hầu, thì ngài nói hôm qua ta giảng vậy tóm tắt vậy thôi, vậy đó. Rồi theo chú giải thì ngài sẽ ưu tả mới đem qua đó dạy cho 500 bạn đồng tu với mình mà kiếp trước là mấy anh chị dơi đó, mấy anh chị dơi mà nghe ở trong động rồi nghe mấy ông sư tối ngày cụ sẽ la thăm ma này cái sùng đó, rồi sanh gì cõi trời, bây giờ có cơ hội sanh xuống đây là người có đầy đủ trí tuệ nên ngài mới thiết cái đó để cho các vị đó đều đắc quả thánh hết đó. Đó là theo chú giải vậy đó. Thì thành ra mình bây giờ đó là mình có lẽ là cũng giống dơi, tức là mình nghe pháp giống như dơi nghe pháp đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà ít nhất là nó còn để cái tâm nó yên lặng để nó nghe pháp. Chứ còn mình mà giờ nghe đó mấy ông sư ông tụng cù sa la thâm ma, cù sa la thâm ma, còn mình nghe sao cù sa la thành ma, cù sa la thành ma luôn, là phiền não lắm. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng và thầy kinh. Dạ con đã thấy hà sa thú kính tri ân ngài. Dạ con thấy bàn tay của cô Mát Ta, con kính mời bàn tay cô ạ. Dạ con xin xuống Mát Ta. Dạ Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Dạ con kính chào thầy kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con chỉ có một câu hỏi nhỏ nhỏ như thế này. Dạ khi con đến chùa của con đi mỗi bữa thứ năm đó, thì con thấy là cái cuốn kinh của chùa của con đó thuộc hệ phái Thái Lan, thì cái bài kinh Châu Báu đó chỉ có 6 đoạn thôi. Dạ còn cái kinh của bên Phật giáo Nam truyền của người Việt mình đó thì có tới 17 đoạn lận, kể cả 3 đoạn của chư thiên thêm vào thì chánh gốc là 14 đoạn. Thì con thấy con thắc mắc không biết tại sao của Thái Lan thì chỉ có 6 đoạn thôi, còn của mình thì tới 14 đoạn. Kính bạch ngài, xin ngài giảng giải cho con hiểu chỗ này và dạ, con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra 6 đoạn là tại vì cái bài kinh đó nó nằm ở trong cái mấy cái bài kinh mà chư tăng đi tụng thì được mời tới nhà thí chủ đó. Thường thường chư tăng đi tới nhà thí chủ tụng đó, thì cái thời gian tối đa nó chỉ có nửa tiếng thôi, mà tụng rất nhiều bài kinh, thành ra nếu mà tụng hết cái nó không có đủ. Chứ nếu chư tăng ta tụng buổi sáng hay buổi chiều ở chùa thì phải tụng đủ hết chứ. Thành ra cái sách mà tụng kinh nó khác, cái sách tụng kinh để trên chánh điện nó khác, mà những cái bài mà họ thuộc để họ đi tụng vậy đó thì nó khác.
một số cái mà nó không có, họ cảm thấy không phải vô ích nhưng mà họ thấy tụng nghĩa tốn thì giờ đó họ thâu lại. Ví dụ như mình đi tụng kinh mà bên tới nhà Phật tử cũng tụng, thứ nhất là phải cho giới, cho họ tam quyền của giới bát giới, xong rồi tụng là lễ bái ăn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, rồi tụng bài kinh rải tâm từ, bài kinh nữa là bài kinh 38 pháp an lành, rồi tụng bài kinh 8 đoạn mà liên quan tới Đức Phật đó, bài kinh ấy đó, bài ba hủng đó. Rồi sau đó tụng thêm một số ngắn nữa, thành là nửa tiếng không đủ. Đó, họ tóm tắt một số cái bài kinh dài, trừ phi thí chủ yêu cầu. Mà khi thí chủ yêu cầu rồi đó là cái người đi tụng phải hỏi. Ở Thái nó có nhiều cách lắm chứ không phải không cách. Ví dụ như ông mời Chư Tăng đi tụng, lại ông gọi cửa ông hỏi tụng được bài kinh Chuyển Pháp Luân không. Nếu được thì họ mời, họ nói không được, họ thuộc không có chơi và không dẫn thì họ không mời. Hoặc là họ gõ cửa mà họ mà nói tụng bài kinh Tứ Niệm Xứ được không, thì nếu mà nói được thì họ mới mời, còn họ không thấy không mời. Tại vì lý đó, lý do là mấy cái vị mời cần xin ăn một đứa ta mời đó, tại chỉ muốn nghe bài kinh Chuyển Pháp Luân thôi, hoặc là người ta chỉ muốn nghe bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi đó, nên ta cho tới cho giới lại vô tụng cái đó liền, chứ không có tụng ai giống như mấy cái chỗ mà mời một cách chung là họ tới tụng có nửa tiếng à. Nên nhiều khi đó mấy bài kinh dài mà tụng có nhiều kinh dài lắm chứ nó không ngắn gì đâu, nhiều kinh dài người ta tụng vậy để cho nó người ta mới có đức tin đó. Còn thường thường đó là thí dụ tóm tắt là quý vị nào đi nghe mấy ông sư Thái tụng Đám Ma biết bài tóm tắt 7 đoạn trong Tạng Diệu Pháp, mỗi đoạn ngắn vậy đó. Nhưng mà ví dụ như mà người ta không có yêu cầu mà, hay là người ta yêu cầu là không có tụng tóm tắt thì tụng dài lắm quý vị, tụng dài chứ không ngắn đâu ha, tụng dài, nghĩa là nội tụng bạch thả ná không có tụng cả tiếng hồ chưa xong đó, chứ không phải giỡn đâu. Nó thường thường đó là nói tụng bình thường thôi. Còn nếu mà nói mời vô hoàng cung đó, là đa số mấy ông sư ông lắc đầu hết đó, bởi vì có những cái danh từ nó không có giống mà nó có luật lệ đàng hoàng. Ví dụ vô ngồi xong rồi đó, rồi ông nào mà lên tiếng để nghĩa là nói với ông nhà vua ngồi đó nói, thì cái ông đó phải ông ngồi số mấy à, chứ không có giỡn đâu. Rồi khi ra về đó cũng phải lời từ giả, ông vô phải ông đó ngồi xuống mấy chứ không phải, muốn nói sao nói, không phải là ông nào muốn tụng, không phải đó. Cái ông thường thường ông mà thỉnh chư thiên là ngồi thứ ba, cái ông cho giới là ngồi đầu tiên, rồi cái ông ấy mỗi ông là có nhiệm vụ hết á, và nó đưa cái list đó. Hồi xưa là nó, chúng tôi được mời mà chúng tôi dọn cái list thì chúng tôi cũng ấy đó, có những cái chữ mà mình nói cái chữ ngoài đời không có được, phải dùng cái chữ của hoàng gia. Nó đưa cái list những cái chữ này, khi mà nói tới chữ này là phải nói đúng chữ đó. Rồi mấy ông sư là lắc đầu hết á, chứ mà thứ nhất mấy ông sư ngồi quất là lắc đầu ra dám vô nói bậy mà. Thì cũng vậy đó, thì họ chia ra để cho nó phù hợp với cái thời gian đó mà, chứ không có gì đó. Thành ra nó có vấn đề khác nhau là vậy, có nhiều đoạn tụng không có hết, mà tụng mấy đoạn quan trọng mà thôi. Còn khi nào mà tụng ở chùa đó, nghĩa là cái thời gian tụng nó nhiều. Bởi vì tụng buổi kinh buổi chiều đó thường thường tụng tiếng tối thiểu là 1 tiếng đó, chứ 1 tiếng rưỡi thì gần 2 tiếng không à. Tụng mệt nghỉ luôn, thành ra tụng nguyên bài luôn, không có bỏ sót đoạn nào đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. À, dạ trước hết con kính đảnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là cô Metta còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ còn có câu hỏi nữa không cô? Nếu mà cô có câu hỏi con kính mời bàn tay của cô. Dạ sau đây Nguyên Trang kính mời chị Thanh Thủy ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ cảm ơn Minh và Nguyên Trang. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ chư Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ đạo tràng nghe con rõ ha. Nhân nói về cái bài kinh Châu Báu á,
con có một cái thắc mắc là ở cái đoạn 8 của bài kinh này á, con không biết là ngài đọc cái chỗ này sao để con post lên thử coi. Tại con hỏi là bởi vì con thấy cái trong cái link của trên ban talk ấy, không phải trên cái link nào đó, con thấy cái câu mà thứ một hai câu thứ ba là Nate Pajang Atthamamma Đi Danh Tí, xong rồi cái chỗ mà Atthamamma Đi Danh Tí á, thì cái chỗ A Đi Danh Tí á, là một cái chữ trời riêng, nên con cũng hơi thắc mắc một chút xíu là cái câu này ngài đọc làm sao ạ? Con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Không biết coi cái đó trong cái sách đó có, nó có chính xác hay không để coi chỉ coi cái bản Bali cho nó chắc ăn nha. Ok, đó không biết đoạn thứ mấy ta, đoạn thứ 8 phải không? Cái này nó có 6 đoạn, thầy viết nó không ngay là nó vậy, 6 đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dê à đi giá sạc trà ní quý pha quá danh thị. Không phi lá bành nhê ná sụ thê sĩ ta ní. Kim cha bị tê hổn tị phô sắp bà mát ta. Ná tê phá hoàng ạch thà ma ma thí danh thị. Ý đầm bị sẵn khề ra tà năng bà ni tăng. Ê tê ná sạc chê ná sụ quát thì hổ tụ. Đó. Thành ra cái câu của nó đó mình phải chia cho trúng rồi mình đọc cho nó dễ hơn. Về à đi giá sạch cha nếu quý phà quá danh tị, đó là một câu. Cái thứ hai là không phi ra bành nhê ná sụ đề sĩ ta ní. Cái thứ ba là kiên cha bị tê hổn tị u sắp bà mát ta. Thứ tư là ná tê phá quăng ạch thà ma ma thí danh tị. Rồi tới câu kế là y đâm bị sẵn khê rất tà năng bà ni tăng. Ê tê ná sạc chê ná sù quát thì hổ tụ. Rồi nghe rõ chưa? Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy xích thanh thủy sa thú. À, kính tri ân ngài. Và sau đây Nguyên Trang kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chết chát trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Thầy kinh. Dạ. Nguyên Trang không có thấy. Có phải Huynh Trang có câu hỏi không ạ? Dạ xin mời bàn tay ạ. Dạ Nguyên Trang, kính mời bàn tay của Huynh Quang nếu có câu hỏi. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ con đảnh lễ ngài Liễu Tông, đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con kính chào thầy kinh và xin kính chào đạo tràng. Con có một cái câu hỏi như vậy là con có đọc đâu đó trong cái trên online hoặc ở trong kinh đó, thì con thấy là chư Phật ngài có nhập định trong cái thời gian từ thành đạo cho tới khi mà ngài nhập niết bàn thì ngài có nhập cửu định 2 lần. Thì cái câu hỏi của con là tại sao chỉ có 2 lần mà không là 3 lần, 4 lần? Rồi con thấy có thêm một cái câu hỏi nữa là tại sao là lại là bát định mà không phải là con xin lỗi là tại sao không là phát định mà phải là cửu định rồi không phải là thập định. Dạ con xin hết. Dạ con xin ngài hoan hỷ giải thích dùm cho con.
Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Đức Phật là khi nào ngài có duyên sự ngài mới nhập, chứ còn ngài tối ngày kia đi tới đi lui vậy làm sao mà có thời giờ. Ngoài trừ những lúc mà cần phải biểu diễn song thông thì trước khi đó phải nhập, hoặc là sau khi đó, hoặc là đôi khi ngài những cái lúc ngài bệnh quá thì ngài mới nhập những loại thiền đó để cho ấy thôi. Còn thường ta nói cũ định là tại vì tính theo thiền năm chi. Thiền năm chi gồm có bốn thiền sắc giới, y năm thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc. Thành ra nhập, mà nhưng mà cái người mà muốn được nhập được thiền diệt đó, thì phải tu cái lối thiền chín chi chứ không phải cái lối cái thiền tám chi. Tám chi tức là bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc. Nhớ vậy đó. Thành ra mỗi cái nó có cái cách để nó người ta tu làm sao để người ta có thể nhập được cái đó. Nhập thiền nhiều nhất của Đức Phật là cái lúc mà ngày trước khi ngài niết bàn thôi. Nhập tới 2.400.000 lần, nhập lên xuống từ thiền đầu cho tới thiền cuối rồi nhập lên xuống vậy, 2.400.000 lần là đó là nhiều nhất. Còn mấy khi khác thì thường không có tới. Ngài nhập đại định này ấy rồi chỉ có mấy bậc A-la-hán đó thì khi nào rảnh họ muốn nhập đại định thì họ cứ nhập. Còn Đức Phật ngài có thời giờ của ngài, mà thời giờ của ngài rất là giới hạn. Lúc nào giờ nào tiếp khách, giờ nào chư thiên tiếp, chư thiên tiếp gì đó, thành ra ngài ít có thời giờ lắm. Ngay cả ban đêm ngài ngủ cũng đâu có nhiều đâu. Đó cái gì? Chuyện nhập thiền để hưởng những cái giây phút an lạc trong thiền đó thì ngài ít lắm, ngài không có nhiều. Chỉ có mấy vị A La Hán này họ mới nhiều mà thôi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là Huynh Phan, Hên Quang còn có thắc mắc gì không ạ? Dạ nếu mà Huynh còn có thắc mắc thì có thể giơ tay hỏi tiếp với ngài. Dạ con đã thấy Huynh Quang là sa thú ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ Nguyên Trang thấy bàn tay của Xích Niệm Từ, Nguyên Trang kính gửi gửi mic lại cho Xích ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ Mô Bụt Thầy giá, Mô Tham Ma giá, Mô Sân Khai giá. Con kính đảnh lễ ngài Lưu Tông, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ với cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Mời Sư Viên Tràng, cảm ơn thiền ngũ và cảm ơn mọi người các bạn. Dạ thưa ngài, con xin ngài con hỏi câu hỏi là khi mà Đức Phật ngài sắp nhập diệt đó thì ngài nhập thiền. Dạ nghe rõ chưa? Dạ thưa ngài, lúc mà Đức Phật sắp nhập diệt thì ngài Đức Phật nhập thiền xuất thiền rất là nhiều lần, mà con không hiểu là cái trạng thái mà lúc nhập thiền xuất thiền như vậy là như thế nào. Và trong lúc ngài nhập thiền thì cái ngày đó làm gì và ngày xuất thiền, nhưng mà vì sao lại sắp nhập việc lại phải nhập thiền và xuất thiền rất nhiều lần như vậy thưa ngài. Dạ mong ngài giải thích cho con rõ. Dạ con thành kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nhập thiền như thế nào, xuất thiền như thế nào thì hỏi người nhập người xuất chứ. Thì hỏi chúng tôi chưa từng nhập thiền bao giờ cũng chẳng biết đâu. Nhưng mà thường thường đó là các vị mà người ta đắc thiền rất rồi đó, khi nào mà rảnh rỗi người ta không muốn cái tâm người ta nó tào lao, người ta nhập thiền để làm gì?
để giữ trong cái đối tượng duy nhất để cho người nó thoải mái. Nên, chứ còn thường thường đó, nó không phải nói chứ. Khi không mà mình không làm gì đó thì cái tâm mình thường thường nó trong danh từ Phật pháp gọi là tâm quan vu, nó không nghĩ chuyện này, nó cũng nghĩ về chuyện khác. Thành ra trong cái câu mà Đức Phật dạy thì gặp nhau mà không nói được lời đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Giữ im lặng cho đó là nhập thiền, chứ mình giữ im lặng không có được. Bởi vì nhập thiền thì tâm nó ở trong cái đối tượng duy nhất. Cái cơ thể nó không có tiêu thụ nhiều năng lượng, thành ra nó luôn nó khỏe khoắn là vậy. Thành ra bậc thánh ta thường thường ta có cái tư tưởng ấy vậy. Còn Đức Phật vậy chứ, dầu rằng Ngài có phải là người nghĩa là siêu việt đi nữa đó, cái thân này vẫn là cái thân, nó phải chịu sanh lão bệnh tử, chịu ốm đau. Thành ra cái phương pháp mà nhập thiền rồi này kia của các bậc thánh hay của Đức Phật đó, giống như nghỉ xa hơi vậy thôi, giống như làm cho cái thân tâm thanh tịnh, nghỉ xa hơi. Chứ còn nó phải nói chứ, mấy bậc thánh hồi xưa không có gì nào mà có thời giờ rảnh rỗi nghe Đức Phật vậy. Nên quý vị coi trong cái công việc hàng ngày của Đức Phật, lúc nào phải có chuyện đó, nghe tiếp khách rồi này kêu chùm đó là khách mà có hẹn đàng hoàng ấy. Còn những cái loại khách không có hẹn, lâu lâu chưa tăng từ xa mà về tới, thành ra lúc đầu thì không có mấy cái vụ mà thờ quá biểu. Sau này ngã nó đa lên làm thị giả, ngày mới xin Đức Phật là nếu mà để cho Ngài sắp xếp công việc, người nào muốn vô ấy Ngài thì cái đó để Ngài lo hết. Khi Đức Phật chịu rồi ra, nhiều khi về chưa tăng về để vô đánh lễ Đức Phật thì Ngài biểu qua ra ngoài tịnh xá nó nghỉ đi, rồi khi nào tôi thấy Đức Phật rảnh tôi ra tôi mời quý vị vô, chứ đâu có phải vô liền đâu. Nên nhớ thời Đức Phật là chưa tăng đông lắm, ta đi đâu người ta đi đâu ngang ngang ta ghé ta cũng đánh lễ Đức Phật. Ta đi đâu ngang ngang ta ghé cũng lễ Phật, chứ nó đâu có thời bờ bây giờ đâu có gọi xe phone hẹn trước gì đâu. Thành ra lúc nào Ngài muốn rảnh thì ví dụ trong 5-10 phút mà không có ai thì mấy cái gì đó ta vẫn nhập thiền để ta an dưỡng cái thân ngũ quẩn này chứ có gì đâu. Còn nhập như thế nào thì mai mốt ráng đắc thiền nhập thử sao chứ còn hỏi cái đó do kinh nghiệm đó thì người chưa đắc thiền người cho nhập thiền thì không bao giờ biết nó ăn vui như thế nào đó. Chỉ đón mò mà thôi thì không tốt. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy xích niệm từ sa thú ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Tàm Úy. Kính bạch ngài, những ngày nào quan trọng trong đạo Phật mà chúng con cần phải biết, phải nhớ và cần phải làm những gì trong những ngày đó cho. Cho đúng theo Phật pháp. Cầu mong ngài chỉ dạy cho chúng con rõ để hành theo. Con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường có những cái ngày mà lẻ lẻ đó thì chúng ta có nhớ rồi. Chúng ta nhớ những cái ngày quan trọng không ạ? Nhưng mà thường thường chúng tôi thì cũng không có nhớ, nhưng mà giờ hay mỗi đầu năm thì hồi ở bên Thái hay bên Quốc Điện nó có phát cho ông sư một cái giấy clip đó, vào ngày nào không có gì là đỡ vậy đó. Còn qua đây rồi chịu chết. Qua đây là năm nào phải leo lên mấy cái website của Thái cũng Miếng Điện lục về cái lịch của nó như thế nào để biết ngày đó ngày gì ha. Thì những cái ngày quan trọng ví dụ như đầu tiên á, đản sanh, tức là ngày Đức Phật, Đức Bồ Tát ở đời đó. Rồi ngày cái ngày mà rời bỏ cung điện để đi tu. Rồi cái ngày mà nghĩa là ra khỏi khổ hạnh, cái đó nó có ghi hết nhưng mà nó không quan trọng bằng cái ngày mà thành đạo rồi sau khi mà niết bàn, khi niết bàn xong rồi đó thì mấy ngày sau nó có ấy, bởi vì
theo chú giải thì khi ngài nằm xuống đó thì cái quân tại cái xứ mình lá đó thì mình lá cà sạch đem quấn lại rồi kem sùng, quấn xong cái chầm lửa không cháy. Tại sao không cháy thì họ mới xuống nhau hỏi, thì trong đó có cái vị mà thần thông số 1 lúc ngồi ở đó là ngài Anuruddha. Ngài mới nhập là ngài nói là chư thiên, đó là mục đích của chư thiên. Thì mới hỏi tại sao chư thiên không cho cháy, thì ngài nói là tại vì chư thiên chờ Maha Kassapa tới. Đó. Thì khi Maha Kassapa tới thì cái quân giải mà quấn dưới chân tự nhiên hở ra, cái ngài Maha Kassapa ngài đảnh lễ vô cái chân ngài, cái ngài vừa ngẩng đầu lên bốc cháy liền. Lúc đó chư thiên châm lửa đó. Thì cái ngày đó là ngày sau cái ngày Đức Phật Niết Bàn tuần. Đó. Đức Phật tuần. Rồi cái ngày đó cũng là cái ngày quan trọng theo như Phật giới đó. Là cái ngày mà ta chia. Chia cái mình gọi là xá lợi đó. Xá lợi bây giờ quý vị thấy thật là nhiều. Nhưng mà chúng tôi chỉ với quý vị vô trong bút tháo quan xạ đó. Không, cái lúc trước tôi nghe nói ngày chánh thân ngài có dịch ra tiếng Việt rồi đó, mà không biết có dịch hay không, dịch xong chưa thì không biết. Thì trong bố thái quan xạ đó có nói là bao nhiêu chia ra chia như thế nào và bao nhiêu hết á, chứ không có phải là mình muốn nói là lớn nhỏ gì cũng được. Cái phần nào lớn nhất có 6 phần, nó gọi là cái gì đó, thì quý vị vô bố thái quan xạ cái chỗ mà chia xá lợi đó, chia sẻ lại để đọc cho kỹ, thì trong đó nó có nhiều cái chi tiết mà quý vị cần phải nhớ trong hay không. Để thôi mình cứ bị chúng nó nói ở đây nè, cái này của Đức Phật rồi này kia bao nhiêu chuyện mà lấp nha. Thì cái địa chỉ của nó là Kuthaka Nikaya Buddha Quan Xạ, thì vô trong đó sẽ thấy cái đoạn mà Tha Tụ Pha Chá Ni Giá Cà Thả, tức là phần chia sẻ lại đó. Thì họ có ghi đàng hoàng, nó có khoảng chừng 30 cái câu mà có ghi hết đàng hoàng. Nhưng tôi thì chỉ nhớ vậy thôi, chứ còn muốn gì phải lật ra hết. Lật ra cái đó coi cái đó biết cái nào lớn bao nhiêu đó. Thì là cái đó ra để rõ mấy cái đó. Rồi có những cái ngày mà liên quan tới những người xung quanh của ông ấy. Ví dụ ngày bộ, tại vì cái lúc mà Đức Phật mà chưa thành Phật đó, thì nó có nhiều ngày mà liên quan tới ngày lắm. Nhưng mà mấy đó thường thường mình thấy ngài bên Bắc Điện chúng tôi tự ở thì họ cũng không coi quan trọng, mà chỉ quan trọng thường thường là những cái ngày mà liên quan tới Đức Phật thôi. Đó. Chứ thường mấy thường thường mình nói ba ngày đó để tam hợp đó, ba ngày đó nó cùng một ngày nhưng mà nó khác nhau, bởi vì nó nhớ chuyện nó khác năm nhau. Mà trong kể từ ngày mà ngày thành đạo, tức là dưới cầu đề trở đi rồi, những cái ngày đó, những cái ngày quan trọng thì họ tính. Nhưng mà tại vì chúng tôi không có nhớ, là tại người vừa nói giống như quý vị đó, là trong lịch của Thái nó in trong sự nó có mấy ngày đó, mỗi năm nó khác ngày kia không, nó có cái tên. Ví dụ như ngày mà chuyển pháp luân, nếu có ngày chuyển pháp luân như thế nào, cái bài kinh đầu tiên đó, hay là cái ngày mà ngày độ ba anh em thả lửa rồi này kia, ông sùng đó là họ có ghi hết chứ mà không. Bởi vì cái đó rồi cái ngày mà 1250 vị thánh A La Hán tới gặp ngài đó thì họ có ghi hết á, chứ không phải là không ghi. Rồi cái ngày thường thường là 20 hạ đầu tiên thì ngài chưa có cho tụng 31, bởi lúc đó giới luật chưa có. Từ hạ thứ mười mấy trở đi mới có giới luật, thì bắt đầu hạ thứ 20 thì mới cho tụng. Thì cái đó nói những ngày đó đều phải nhớ, nó gọi là 31 hạ đê đó, thì mới bắt đầu có cái đó, chứ trước không có. Trước đó là Đức Phật chỉ tụng Ô Qua Thá 31 cả mà thôi. Tức là cái bài mà quý vị thường thấy chưa tăng từng hai tổng đó. Khánh tị bà ra măng ta bô ti tịch khả nếp ba năng quá thanh tị bút tha này kim sùm, có mấy câu thôi. Ngày nào cũng tụng vậy đó. Sau này thì mới tụng thêm lên hoài, cho tới khi đủ 227 giới về sau. Mấy cái ngày đó là cái điều gọi là ngày lễ quan trọng giáo pháp Đức Phật đó. Nhưng mà để bữa nay chúng tôi kiếm lịch từ cái lịch đó, bây giờ không biết ai tiêu hại thì nó có giữ cái không, để coi nhớ rồi mới nói chắc ăn được. Chứ còn như thứ hai qua đây từ ngày về đây rồi, mấy ngày đó nhiều khi mấy chùa Việt Nam coi không có quan trọng nha.
những cái kỳ rồi đó, ngài Tham Bi Buddha đó, ngài rất quan trọng. Hoặc là trước cái ngày nhập hạ gọi là ngày A Xá Lạ Vu Cha Diệm Sùm đó, mấy ngày đó trong lịch có ghi. Thế quý vị là thời nãy mà chúng tôi post lên đó, nếu quý vị vô đó thì quý vị sẽ thấy mấy ngày lễ quan trọng nó cũng có ghi, mà có nhiều cái không có chi tiết thôi chứ trong đó cũng có. Vô coi đó để biết ngày nào quan trọng, ngày nào không quan trọng. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con không biết là đạo hữu Tàm Úy còn thắc mắc gì không ạ? À? Dạ con đã thấy đạo hữu Tàm Úy sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ kính thưa ngài, con có một câu hỏi của một vị đạo hữu gửi cho con. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Kính bạch ngài, con nghe giảng là giữ năm giới được trọn, năm giới là dạ con đọc lại. Dạ kính bạch ngài, con nghe giảng là nếu mình giữ được năm giới trọn thì mình sẽ đắc quả Tu Đà Hoàn. Dạ đúng không? Dạ có đúng không ạ? Dạ con kính xin ngài chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư Tôn Hoàng, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra Tam Quy là cái bây giờ ngang cái vào đế sinh của Phạm Thánh. Phạm Thánh nghĩa là muốn người nào cũng thất thánh, nhưng phải có tam quy, thường ngũ giới có tam quy rồi. Nhưng mà thường thường á, thời mà chờ thời xưa đó, trong kinh điển thì có đề cập tới một vị, một vị đó, đó là trong tiền kiếp, là vị đó nghĩa là từ nhỏ tới lớn là cái ngũ giới rất là trong sạch. Rồi tới cái kiếp này, vị đó sanh ra cũng còn nhỏ mà thì cũng lấy vậy đó. Rồi cái theo mẹ đi chùa, do thọ tam quy không ấy, xong chuyện bà mẹ về kêu ổng về, ổng không về. Nó không về. Nhưng cái vị đó chúng tôi nhớ để có tên gì, gọi là Banh Chạ, Banh Chạ Sĩ Lá Ni Cà Rá gì đó. Nghĩa là tại đắc quả trong lúc mới chỉ thọ ngũ giới thôi. Nhưng mà cái đó hiếm lắm, chứ nó không có ấy, mà hiếm lắm. Nhưng mà thường thường nếu vào thời Đức Phật không cần thọ, không cần chính thức thọ vẫn có thể đắc được nếu gặp được Đức Phật. Ví dụ tà ma ngoại đạo rồi vô gặp Đức Phật, Đức Phật nói năm bốn chuyện cái con xin được quy trong giáo pháp của ngài, thế là cái đọc tam quy xong là có thể đắc đạo quả được rồi. Nhưng mà thường thường đó, trong nhưng mà nếu mà coi trong kinh, trong tăng, trong như tương ưng hay là tăng chi gì đó, trong phải pha phẩm năm pháp đó, cho nói là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lậu triệt, tức là ngũ giới chỉ lậu nhân thiên mà thôi. Hoặc là khi mà quý vị mà sinh giới xong á, thì thường chưa tăng tới phút chút á, sĩ lê ná sự quá tinh nhân trị đó, tức là cõi nhân thiên đó. Thí lệ na phô cấm bà tha, tức là mình giữ giới thì mình được giữ tròn đủ tài sản như vậy đó. Thí lệ na nếp phô tiên danh tị, là cái giới này có thể là căn bản cho một cái sự chính đắc gì sao được. Nhưng mà chỉ nói một cách tổng quát vậy thôi. Nhưng mà quý vị biết muốn ấy vậy là phải giữ giới nhiều lắm chứ nó không ít. Là tùy theo cái thời. Thời này là tối thiểu phải 8 giới, 5 giới là khó chứng đắc. Nhưng mà quý vị nên nhớ giữ giới trong sạch mới dễ đâu quý vị. Chúng tôi nói nhiều lần đó, quý vị vô sinh thọ giới chưa chắc là quý vị đã giữ giới. Quý vị giữ giới chưa chắc quý vị có giới, nên nhớ chuyện đó. Bởi vì tại sao gọi là giữ giới chưa, nghĩa là sinh giới chưa chắc là để giữ giới là sao? Bởi vì khi mình sinh giới là giới của mình là giới ụ bà đa ná, tức là mình sinh là con sinh vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Mà khi nào tắc ý đến xa xa mình không có đó, mình lo mình làm gì gì không có đó, thì lúc đó mình đâu phải là người giữ giới đâu. Anh nói xin giới chưa chắc là giữ giới đi. Mình muốn gọi là giữ giới là lúc nào tâm mình nó cũng phải có tắc ý đến xa. Khi nào mình không có tắc ý đến xa lúc đó là mình đâu có giữ giới. Nên nhớ đó, những cái chuyện rất là quan trọng. Thành ra thường thường mấy cái nước mà chỗ gì thọ tám giới là nó bắt ở chùa Công Ngạn để mì. Bây giờ quý vị nhà là con cái nó tỉnh ồn ào rồi quý vị tào lao liền à. Nó không phải giữ giới là dễ đâu. Nhưng mà chúng tôi thì chưa thấy cái chỗ nào mà nó nói xác nhận là ngũ giới là có thể chính đắc được. Nó tùy theo. Tùy theo cái mức độ tu nhiều đời nhiều kiếp. Mà gặp được các bậc tứ thiệt như Đức Phật rồi này kia chứ còn vô mà gặp mấy sư thợ bây giờ mà xin thọ tam quy ngũ giới chưa chắc đã có đủ khả năng đi để giữ giới trong sạch thì làm sao đắc được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã trả lời câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ hơn về ngũ giới ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Xích Quanh Phan. Dạ bạch ngài, khi mà vị sư tu thiền cấp độ thấp nhất là sơ quả, trừ được một ít phiền não, nhìn thấy được niết bàn, nhờ vậy chỉ còn tái sanh tối đa 7 kiếp. Còn tầng thánh cuối cùng thì không còn tái sanh nữa, đã thành A-la-hán. Dạ có đúng không ạ? Xin ngài giải thích cho con được rõ hơn. Con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn Xích Quanh Phan đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư thiền, kính bạch chư tông. Dạ kính thưa chư quý vị, chữ tu thiền ở đây phải hiểu lại nhân. Bởi vì khi mà tu thiền á, thiền nó có hai cấp, thiền Samatha là thiền quý Vipassana. Mình tu thiền sơ cấp thiền có thể đắc sơ quả được. Tu thiền Samatha đó. Mà tu thiền quý Vipassana thì nếu mà hành đúng mức đàng hoàng thì mới đắc sơ quả. Mà khi đắc sơ quả đó là nói tối đa chứ tùy theo. Tùy theo mức độ tinh tấn gì đó, có thể một kiếp, có thể hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, sáu kiếp, bảy kiếp, mà tối đa là bảy kiếp thôi. Nhưng mà phải tùy theo cái sự tinh tấn, cái sự này của mình, chứ không phải lúc nào mình đắc cái đó cũng bảy kiếp, không có. Có thể sáng nay đắc sơ quả rồi chiều buồn buồn nó làm luôn cũng chừng. Nhờ đó theo cái bà là mật của mỗi người. Nhưng mà khi mà đắc tầng thánh cuối cùng thì chắc chắn là không còn tái sanh nữa. Nhưng mà tầng thánh cuối cùng là trong thời kỳ đầu của giáo pháp mà thôi. Thời kỳ bây giờ theo chú giải thì không còn bậc thánh A-la-hán nữa. Quý vị muốn coi chú giải vô, coi chú giải về bác tám trọng pháp. Tám trọng pháp trong chú giải trần lục, tức là Samanta Ba Xã Đi Ca đó. Cái gì là chú giải khi nói về tám trọng pháp thì ngàn năm đầu thì có bậc A-la-hán với tứ vô ngài giải hay là tứ hay là lục thông đó. Ngàn năm thứ hai chỉ có sụt hào với bạch sa cả, tức là A-la-hán tiền khô mà thôi, tức là không có đặt tiền, chỉ có đặt đạo quả thôi. Ngàn năm thứ ba thì không còn bậc A-la-hán nữa, chỉ còn bậc tam quả. Thành ra thời buổi này thì không còn bậc A-la-hán nữa, thành ra khỏi phải lo nhiều. Đó, quý vị, chúng tôi nói sơ vậy đó, quý vị vô lật chú giải tám đồng pháp trong Samanta Ba Xã Đi Ca đọc sẽ thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Xích Quanh Phan sa thú con kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn Xích đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay có thể giơ chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Nguyên Như ơi, Nguyên Như có câu hỏi không?
Dạ, cũng như vừa đến với đạo tràng. Nguyên Trang đã thấy Xích Hà giơ tay. Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Xích nha. Dạ, con kính đảnh lễ Bằng Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý tôn. Quý sư, dạ con sư thưa ngài, con có câu hỏi là cái pháp tùy hỷ đó thưa ngài, ví dụ như mình vui với cái trạng thái của cái người đang làm việc thiện, theo hiểu là mình cũng sẽ được hưởng cái quả phước cũng giống như cái người làm việc thiện sự, thì khi con hiểu vậy, nhưng mà khi mà muốn dạy bạn mà người nước ngoài thưa sư, thì cái sự hiểu biết của con nó cũng như giới hạn, thì họ cứ nghĩ là nếu như không làm thì làm sao lại cái quả giống như cái người đang làm, mà chỉ có vì vui cái thiện sự đó thôi mà lại được hưởng như vậy. Thì con xin ngài giảng dạy thêm cho con hiểu, và con kính tri ân ngài. Nam mô Bố Tha Giá, kính bạch Chư Tổ Nguyên Giả, kính thưa chư quý vị, mình tùy hỷ phước báo, mình vui với phước người đó, rồi cái sự có của mình nó phải ít chứ làm sao đến nhiều như người đó được. Nên ngày xưa đó, khi mà vua A Dục còn nhỏ đó, thì ông vua Dục với ông con, ông bạn ông á, ông đang đắp cái gì đó, thì Đức Phật thì tới, thì ông lấy cái cục đất, đất sét ông đang đắp thành lũy dâng cho Đức Phật. Rồi cái ông bạn ông ấy chấp tay xả thù, đó tùy hỷ phước báo đó, xả thù. Thì sau này ông con thành ông vua là vua A Dục, còn ông kia chứ thành quan đại thần đó, chứ làm sao thành vua được nữa, không? Khác nhau chứ, công người ta làm đổ mồ hôi hột, mình đứng gần xả thú cái mình muốn bằng tay đâu được. Nó có phước nhưng mà phước ít chứ nó không có nhiều, nên nhớ chuyện đó, đừng có nghĩ vậy rồi tối ngày cái thấy ai để bán xe cái mình đứng mình xả thú cho mình không bao giờ để bán xe sống hào đâu có được, phải không? Nó phải có cái năng lực của cái việc làm, nó có nhiều chuyện lắm chứ đâu phải dễ đâu. Nên mình trả thú, mình tùy hỷ là trong trường hợp có những cái chuyện mà mình không biết. Ví dụ người ta đi bữa nay là có ông đệ nhất Tam Tạng Pháp Sư tới chùa nào đó, người ta đi tới đó, người ta đã đảnh lễ ngài, rồi dân cúng dường nhiều chuyện, người ta về cho mình nghe, của mình trả thú rồi mình bằng tay sao được. Không có bằng, đừng có tưởng cái đó là tưởng không người lái, không có nên. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con đã thấy Xích Hà, con kính tri ân ngài. Sa thú. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Thầy kinh ơi, thầy còn trước mic không, có trước máy không ạ? Nãy giờ thấy thầy vô ngồi im lặng quá. Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của thầy. Dạ không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ? Dạ, Nguyên Trang kính mời bàn tay của thầy nha thầy. Dạ, Nguyên Trang dạ xa thú bàn tay của thầy. Nguyên Trang xin xuống mít ạ. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Khai. Dạ, kính lễ Sư Lưu Tông, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, kính chào tất cả quý vị. Nguyên Trang mai mốt làm thị giả cho Sư Lưu Tông, nhớ đeo mắt kiến vô nha. À, để có kiếm vô, để ra giơ tay tùm lum, mình không thấy gì hết. Người này cứ giơ tay, Nguyên Trang không đeo kiếm vô, lấy gì thấy. Đấy, vậy cái này mới phạt Quỳ Nhan. À, là bộ trời đó. Hồi nãy hình như con thấy có xích niệm từ hỏi về cái vấn đề về thiền của Đức Phật lúc mà nhập diệt, hình như sư nghe không rõ. Con có giơ tay tính hỏi lại cho xin niệm từ để cùng tỉnh sư giải thích cho nó rõ hơn. À, quý vị nghe rõ mà. Alo. Nghe rõ không? À, xin niệm từ hỏi là cái ý có như vậy rồi thưa sư. Là lúc mà Đức Phật sắp nhập diệt, ngài mới nhập vào các tầng thiền,
À, tức là ngày nhập sơ thiền, rồi ngày xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, vân vân. Thì ngày đi vòng lên vòng xuống như vậy đó. À, rồi cuối cùng là ngày mới nhập vào cái niết bàn. Ngày mới nhập niết bàn. Thì cái ý như Sĩ Định Tự muốn hỏi là tại sao Đức Phật phải nhập như vậy? À, tại sao ngài không nhập niết bàn hẳn luôn mà ngài phải nhập thiền? À, từ sơ thiền, tứ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi này kia này đi vòng 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 vậy đó. Thì nguyên nhân nào, theo như con biết là có một số chú giải và con giải thích vấn đề này, có những nguyên nhân rất là đặc biệt ngài mới nhập thiền như vậy. À, vì vấn đề này con cùng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cho nó rõ ràng hơn để quý Phật tử hiểu là tại sao Đức Phật phải sử dụng cái phương pháp mà nhập xuất thiền liên tục như vậy rồi mới nhập niết bàn. À, đó là cái vấn đề câu hỏi của Sĩ Định Từ hỏi, nhưng mà tại vì hỏi không rõ ràng nên sư giải thích quý vị nghe không có hiểu được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì trong Bụt Thầy Quan Xạ chỉ nói ngài nhập thiền 2.400.000 lần thôi, chứ còn lý do thì sự là chúng tôi tìm mà không thấy, không thấy. Như là lên xuống đó. Đi lên maximum rồi đi xuống, maximum đi lên trở lại, rồi khi mà đi xuống cho tới tới minimum rồi lên trở lại tới cái thiền mà ngũ thiền sắc giới đó, sức ngũ thiền sắc giới là niết bàn luôn. Nhưng mà nếu mà huynh có đọc được chú giải thì xin cộng bích giải thích cho trần sinh nam mình thấy rõ, chứ chúng tôi có lần tìm mà không có thấy, không thấy. Có lẽ là trong của Thái nó không có, chỉ biết thì chúng tôi sau này đọc được là đọc được trong Bức Thái Quan Xạ thôi, chứ còn trong kinh điển thì không thấy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sao đúng. Dạ, kính thưa anh từ bạch long. Dạ, để gì con coi kỹ lại xíu rồi con sẽ nói vấn đề này lại sao. Dạ, xin tìm từ ok ha. À, thì sẵn cái vấn đề nãy sư nói về cái ngôn ngữ mà Magathi đó, thì lúc Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài sử dụng bằng ngôn ngữ Magathi. Thì kính thưa sư, lúc mà Đức Phật còn là Bồ Tát thì lúc đó ngài sử dụng ngôn ngữ gì thưa sư? À, lúc đó ngài học về văn, về võ là kia, được nói rằng là một vị là văn võ song toàn. Thì vào thời của Đức Phật ngài sử dụng ngôn ngữ gì, và lúc đó có cái chữ viết hay không ạ? À? Con nghe nói có những vị thầy đến dạy cho Đức Phật này, thì lúc đó có chữ viết chưa? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Có chữ viết rồi chứ, nhưng mà cái khổ một cái là như viết như thế nào thì sách vở lại không có nói. Thì trong thời gian ngài học cái đó thì có, nhưng mà khi ngài bắt đầu ngài tu, nghĩa là quay qua để tu đó, ngài bỏ ấy ngài tu đó, thì lúc đó ngài sử dụng cái ngôn ngữ của những cái vị mà ở trong cái vùng đó mà thôi, chứ không có, lúc đó là không còn làm cái gì khác hết đó. Thì thường thường cái ngôn ngữ đó đó, theo chú giải thì đó là ngôn ngữ Magathi, ngữ Magathi. Đó là lý do tại sao mà khi mà lúc mà ngài đắc đạo quả xong rồi được thỉnh mời đi đi mấy thiền thời, ngài mới qua cái Varanasi đó, tức là cái thủ đô của cái xứ của ông Bạch Sa Dương đó, để ngài thuyết pháp. Nó thành ra từ đó là nó mới nói là tất cả những trường hợp ngài thuyết, kể từ ngày mà hạ sang thuyết pháp đó, thì ngài dùng cái ngôn ngữ Magathi thắng mọi tất cả, chứ không có ngôn ngữ nào khác. Còn cái thời còn nhỏ của ngài đó là tùy theo, nhưng mà cái thời đó thường thường đó người ta nói cái ngôn ngữ mà dùng cái đó đó là ngôn ngữ Prakrit, tức là của cái mưa mà có cái mấy cái trường học nổi tiếng đó. Sau này người ta biết cái đó là Takshila đó, thì nói là dùng cái đó thôi, chứ còn những cái khác thì không có để ý, không có để ý. Thành ra trong thời gian đó thì ngài không có dùng cái mấy cái ngôn ngữ Pali, là sau này các nhà chú giải người ta mới làm thành chứ. Thì sửa chữa từ cái ngôn ngữ mà ra thi đó, thành cái ngôn ngữ đi gọi là mu lá pha xã hay là tanh tị pha xã. Chứ tanh tị đây có nghĩa là hoàn hảo đó. Thì hồi cái thời
Bồ Tát ra đời cho tới thì cái thời đó, đó cả cái vùng của Trung Ấn Độ đó, đó nó có 6 loại ngôn ngữ khác nhau rồi. Đó. Thứ nhất là ngôn ngữ Marathi, nhưng mà cái lúc ngài đi học ngài chưa ở đó, lúc mà ngài còn là Bồ Tát chưa có đi tu này kia, ngài không ở cái vùng đó. Bởi vì khi mà ngài bắt đầu xuất gia nghe cạo tóc tự cạo tóc cửa ấy qua xong rồi bắt đầu ngài đi về cái hướng đó ngài tu đó, thì từ đó đó ngài mới xài Marathi. Rồi cái thứ hai là ngôn ngữ cái tiếng của nó là Maharajachi gì đó. Rồi cái thứ ba là cái ngôn ngữ cũng giống như Marathi mà không có đúng, không phải là Marathi, nó tương tự vậy đó. Rồi cái thứ tư là ngôn ngữ Paisachi, Paisachi. Đó. Cái thứ năm là ngôn ngữ Prankha. Thì là 6 loại ngôn ngữ này đó là sử dụng cho cả cái vùng 21 cái vùng ở cái xứ đó. Xứ đó hồi xưa là có 21 vùng tất cả, thì họ xài những cái ngôn ngữ vậy đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ Marathi đó thì họ chỉ xài có 6 nơi, cái vùng đó mà sẽ xài 6 nơi thôi. Đó là Magatha, Ankha, Wachi, Manla, Kosala, Banchala với Ca Sĩ. Đó. Thì ngôn ngữ Magathi chỉ xài cái vùng đó thôi. Còn những cái chỗ khác thì tùy theo một trong 6 loại ngôn ngữ mà chúng tôi kể nãy đó. Thì nó có tất cả là vào thời Đức Phật đó là 20, nó có tất cả là 21 nơi đó. 21 nơi. Thứ nhất là Ankha, thứ hai Magatha, thứ ba là Ca Sĩ, cái chỗ dùng này thì nói tiếng thì rồi Cô Xả Lá, Quách Chi, rồi Manh Lá, rồi Chê Tị, rồi Quăng Khá, Cụ Rú, rồi Banh Chả Lá, Mách Chả, Sủ Rá Sể Ná, Ảch Sà Phá, Ảch Sà Cả, rồi A Quanh Ti, rồi Khanh Tha Rá. Khanh Tha Rá là cái chỗ mà bây giờ cái nước A Phú Hãn nó tới là lúc mà cơ chỗ hai thực phật ở dựng bên đó là Khanh Tha Rá. Rồi cái hai là Công Phô Chá, cái nữa là thứ 17 là Sắc Cạ, rồi cái nữa là Cô Lý Giá. Thì hai cái này mình quen rồi, nó nằm ngoài mấy cái vùng đó mà là quê hương nội ngoại của Bồ Tát đó. Rồi thứ 19 Phát Khá, thứ 20 là Quý Đê Hạ, tức là mương của bên của bà Hoàng Ma Gia. Rồi cái thứ 21 là Ăn Khú Khá Ra Bạ. Tất cả 21 nơi vậy đó, thì chỉ có 5-6 nơi là nó nói ngôn ngữ Marathi, còn mấy ngôn ngữ khác có thể nó dùng cái ngôn ngữ Prakrit, ngôn ngữ gì đó, trong 6 loại ngôn ngữ cái dùng tại đó. Đó thì khi mà Đức Phật lần đầu tiên mà ngài chuyển pháp linh đó, thì ngài chuyển nó Varanasi, tức là nơi đó là người ta nói ngôn ngữ Marathi. Đó. Thành ra bây giờ cái ngôn ngữ Marathi này vẫn còn rất nhiều người đã dùng ở cái mương Varanasi này đó. Theo cái thống kê mới nhất thì có khoảng 11, 12 triệu người vẫn còn nói được cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ Marathi. Mà ngay cả Thái ở Thái Miến Điện mà người ta học về dịch đó, người ta vẫn đề dịch ngôn ngữ Marathi ra ngôn ngữ Thái, hoặc là ngôn ngữ Marathi ra ngôn ngữ Burma, chứ người ta không có gọi là dịch từ Bali ra. Lấy cái tiếng Bali là sau khi mà qua tới Tích Lan rồi này kia, rồi nó dịch, nó viết theo cái ngôn ngữ của Siển Hổn, từ Siển Hà Lá, từ Tích Lan, rồi qua tới mấy cái xứ Khanh Tha Rá thì nó cũng theo cái ngôn ngữ đó. Thì bây giờ nó theo ngữ thì nó cái âm thì nó còn giống cái ngôn ngữ Marathi, nhưng mà cái chữ viết nó lại không giống. Thành ra sau này thì những cái nhà mà chú giải, những nhà cái tập tâm tạng, người ta mới quyết định là cái ngôn ngữ này nó phải được giữ nguyên như vậy. À, tức là mình gọi là làm cái văn phạm cho nó riêng đó. Thành ra nó mới đặt tên Bali, tức là bảo vệ hoặc là giữ gìn. Thành ra chúng tôi hay nói là bố tháo qua cha bằng Bali, tê tị Bali là vậy. Là cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ bảo trì và duy trì lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngôn ngữ này gọi là Bali là vậy đó. Nếu Bali từ thời Đức Phật không có cái chữ đó, không có cái chữ ngôn ngữ nào, ngôn ngữ Bali gì đó, mà chỉ có ngôn ngữ Marathi, ngôn ngữ này, ngôn ngữ Prakrit, ngôn ngữ gì đó. Rồi thì khi mà thời Đức Phật trước khi mà cái Hồi giáo mà nó vô đó,
thì mới xuất hiện Bà La Môn, nó mới đem cái ngôn ngữ nó ra, ngôn ngữ nó để nó diễn dịch cái ngôn ngữ Marathi đó, nó mới tùm lum ra rồi qua Tây Tạng nó khác, qua Tàu nó khác vậy đó. Nó có nhiều cái chuyện, nó rất là nhiều khê đó. Thành ra bây giờ mình muốn hiểu cho nó rõ ràng để giữ lại thì cái ngôn ngữ Bali bây giờ là ngôn ngữ tương đối nó còn giữ, bởi vì họ dựa theo cái lần cái tập tâm tạng lần nhất, thứ hai, thứ ba để họ duy trì lại qua cái ngôn ngữ mà mình đang xài bây giờ đó. Nhưng mà nó có nhiều chỗ nó khác nhau là tại sao? Tại vì ngôn ngữ Bali này đó, khi mà viết theo cái alphabet của Tích Lan nó khác, mà viết theo alphabet cũng hiện khác, cái theo nó khác, nó hiện thời bây giờ đó, được lưu truyền đó. Cái Tỳ Vi Tà Cả Bali có tới 7 loại ngôn ngữ khác nhau. Đó, 7 loại ngôn ngữ khác nhau. Đó. Thứ nhất là ngôn ngữ Bali Texeti, tức là ngôn ngữ Romance đó, tiếng là Latin Romance. Rồi của Tích Lan thì ngôn ngữ Xiển Hà Lá, của Thái là ngôn ngữ Xê Giảm, mình dịch đọc Sim. Của Miến Điện là ngôn ngữ đó. Rồi của Tha Rá, tức là ngôn ngữ của A Phú Hãn bây giờ đó, đó. Rồi thêm một cái ngôn ngữ đó là Campuchia, và cái một cái loại ngôn ngữ đó là của Mông Cổ, đó. Nó có 7 bộ như vậy đó. Thành ra đôi khi có những cái bộ rồi cái những cái âm nó không có giống nhau. Thành ra nhiều khi đó cái âm của cái ông Mông Cổ đọc có những chữ nó vậy, nhưng mà khi qua cái của Thái thì cái âm đó nó đại đạo khác. Thành ra nó cần cái tập tâm tạng lần thứ 6 nó mới phút nâu ở dưới đó. Nó phút nâu, nên tâm tạng của ai, bộ của ai nó giữ, nhưng nó phút nâu ở dưới đó. Của Thái thì lại dùng chữ này, của Miến Điện dùng chữ này, của ấy phút nâu cho mình vậy đó. Thành ra khi giờ mình học mình thấy có nhiều cái chữ nó khác nhau, mình đừng có ngạc nhiên là tại sao nó không thống nhất, không thể thống nhất được. Bởi vì ngôn ngữ, Marathi là âm ngữ, chứ không phải là ngôn ngữ, mà nhớ chứ, âm ngữ. Tức là người ta dùng cái âm thanh để người ta diễn giải đó. Rồi bây giờ mình muốn cho nó thành cái thành đó, đó là lý do tại sao mà có hai ông sư vào thời Đức Phật đó. Hai ông sư vào thời Đức Phật đó đề nghị là dịch từ tiếng Sanskrit ra tiếng Bali, Đức Phật đâu có cho là vậy đó. Bởi vì mấy cái loại ngôn ngữ đó nó không có diễn giải một số cái danh từ Phật pháp chính xác giống như cái ngôn ngữ Marathi, nó không có giống chính xác, Đức Phật đâu có cho. Nhưng mà xui cho mấy ông Tàu là ông Trần Nguyên Trãi, ông qua ông lãnh nhầm cái bộ đó, cái bộ tiếng Sanskrit về ra súng nhau mà dịch tới chừng dịch chắc có lẽ biết mình sai là đốt cái bộ đi lãnh về là vậy đó. Bây giờ đâu ai biết cái bộ đó ra sao đâu, thấy không? Nó xui cho ông Tàu rồi mình theo cái văn hóa Tàu, nó mình Tàu lao theo luôn. Nam mô Bích Thầy giá. À, sao đó, à, kính trân đường tội lưỡi long. À, như vậy là quý vị nắm được vấn đề là thời là Đức Phật là vẫn có chữ viết nha, chứ không có nha quý vị. À, thì thưa sư, con thấy cái vấn đề mà đa số sau này người ta phân biệt hai cái ngôn ngữ Sanskrit và Bali, ngay cả trên từ điển người ta cũng có viết cái này. Thì người ta cho rằng cái ngôn ngữ Sanskrit là ngôn ngữ của giới thượng lưu, của giới Bà La Môn, giới trí thức, giới cao cấp. Còn cái ngôn ngữ Bali là của bình dân, của dân bình thường. Đức Phật dùng Bali là dùng ngôn ngữ bình dân để nói cho tất cả mọi người thuộc bất cứ hạng nào cũng hiểu được. Thì cái vấn đề này thì theo như họ đưa ra cái chủ kiến như vậy thì con thấy có một cái gì đó nó không ổn trong cái này. Nó có vẻ như là xúc phạm vào cái ngôn ngữ của Đức Phật dùng. Thì con cùng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích lý do tại sao họ đưa ra cái chủ kiến này. Dạ, là một thằng ạ. Nam mô Bất Tha Giá, kính bạch chư tôn và giả, kính thưa chư quý vị. Tại vì cái ngôn ngữ Sanskrit của họ đó, họ đưa ra cái đó tại vì họ bảo vệ ngôn ngữ Sanskrit của họ là ngôn ngữ của cái người mà thứ thiệt. Thứ thiệt là sao? Ví dụ ngôn ngữ đó chỉ có Bà La Môn mới được quyền đụng tới thôi. Cái ngôn ngữ mà viết kinh Tam Phệ Đà đó, thì về ta về đá đó, cái ngôn ngữ đó đó, nếu mà cái hệ thống khác đó mà lén đọc á là nó cắt lưỡi, nó lén đọc lên đâu lên tiếng là nó cắt lưỡi, mà lén nhìn á là nó móc mắt,
À, lắng nghe thì nó khoét lỗ tai, bởi vì lý do là đó là ngôn ngữ cao cấp, ngôn ngữ của Phạm Thiên. Thành ra cấm cái người mà không phải là cái dân Bà La Môn, tức là cái dân sanh từ miệng của ông Phạm Thiên phun ra. À, còn mà sanh ở đầu gối hay là cụ nhỏ hay là gót thì là không được đụng vô. À, thành ra nó mới đưa ra cái chiêu đó để làm gì, để cho thấy đây là ngôn ngữ thứ thiệt, là loại quý loại này của Phạm Thiên. Những người nào mà là con ruột của Phạm Thiên mới được ấy thôi. Để làm vậy đó, nó để cho người ta nó có một cái vị thế nó cao hơn tất cả những người khác, bởi vì lúc đó là Bà La Môn nó sợ dữ lắm, nó nhớ Bà La Môn sợ lắm, sợ là tại vì khi mà Đức Phật đi đâu đó thì ngài độ được nhiều, rất nhiều người theo thì Đức Phật đó, nên theo, thành ra nó làm để cho người ta tránh xa Đức Phật, nhớ đó. Thành ra khi mà Phật giáo mà bắt đầu mà suy đó, suy là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng vài trăm năm rồi đó, bắt đầu suy đó, thì nó mới chuyển hướng, nó lấy một phần mà giáo pháp Đức Phật mà được người bình dân theo đó, nó cộng vô cái những cái điều mà bên của kinh Phật Đà đó, nó thành lập một cái tôn giáo mới gọi là Hindu, Ấn Độ giáo giờ đó. Ấn Độ giáo giờ là gộp lại, bởi vì có nhiều cái rất là giống của Hồi giáo, nhiều cái giống, hai cái nó gộp lại đó, gộp lại thành ra cái Hindu giờ sở dĩ mà nó sống hùng sống mạnh là nhờ vậy đó. Nên là những người nào xưa theo Phật bây giờ mà ấy đó cũng theo được, những người nào xưa là Bà Môn giờ cũng theo được vậy đó, chứ không có gì đó. Đó là nhờ những cái chính sách của mấy anh cha hồi xưa là nó nghĩ như vậy. Mà cái những cái phần nào mà không có còn mà thích hợp nữa, giống như cúng kiến hay lại gì đó, là nó bỏ qua, nó lấy ra hết trong kinh Vệ Đà, nó lấy ra hết. Nó thì cái tỷ vê thá đó, cái kinh Vệ Đà thì nó cũng giống như cái lối mà cấu trúc của Tam Tạng đó. Lực có riêng tụng đế những cái pháp cao siêu, mà nó thật sự pháp cao siêu nó không có được, nghe không, cái pháp mà cao siêu của nó là giống như thiền rồi đó, để sanh về có ông thiên rồi này kia chồng thôi, chứ còn cái cao siêu mà để đi ra thì không có. Thành ra cái mục đích mà nó phân biệt vậy đó, để nó hạ uy tín những cái nước khác, cái đạo khác vào thời đó, hạ uy tín xuống để nó vươn lên, chứ đâu có ai đâu. Thành ra bây giờ ta thấy cái đạo Hindu nó sống hùng sống mạnh này, nó gom những cái nào hay nó gom là của nó, dầu rằng cái đó của Phật giáo là nó cũng nói là của nó vậy đó. Rồi nó còn đẻ ra cái là Phật giáo là một trong ấy, Đức Phật là một trong mấy cái vị của nó, ông chồng là tào lao rồi đó. Nó mình học mà học không kỹ nhiều khi mình cũng lầm chết rồi. Mà đối với mấy anh mà Bà La Môn này mệt lắm, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Xà thứ dạ, kính chờ được lời tông. Quý vị nào có câu hỏi thì cứ chat lên nha, để sẵn cho chúng ta hỏi tiếp luôn cho nó liên tục chứ. À, thì khi mà nói tới Phạm Thiên, khi nói về sanh từ miệng Phạm Thiên thì con nhớ tới kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Thì trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn nói mà lúc mà thế giới này chuyển hoại đó, thì đa số những chúng sanh được sanh về cõi Quan Âm Thiên, là cõi nhị thiền sắc giới. Thì thưa sư, cái vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào? Thì tất cả những chúng sanh ở cõi người, cõi thú, cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula thì họ chết rồi, họ đi gì đâu chứ? Bởi vì cái cõi mà Quan Âm Thiên là phải cõi thiền, về nhị thiền sắc giới đó. Thì trong vấn đề này có một cái dấu hỏi lớn, thì cùng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích là lý do trong cái vấn đề này mình cần phải được hiểu như thế nào. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy, giá kính và chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi mà tới cái mức đó là sanh về mấy cái chặt quà la khác, tức là mấy cái vũ trụ khác, chứ làm sao mà ấy được. Ngoại trừ những người nào mà nghe là sắp tận thế rồi, cái giống như hành thiền thì mới lên cõi thiền mà thôi. Lên cõi thiền, cõi nhị thiền là nếu mà trong trường hợp đó là nó bị thiêu quỷ tới cảnh sơ thiền thôi. Còn có những cái lúc mà nó thiêu quỷ tới cảnh nhị thiền hay tam thiền thì được sanh về cõi tứ thiền đại khái vậy đó. Nhưng mà còn những cái người giống như mình mà tào lao tới đó, mình chưa đắc gì đó, thì sanh qua cái vũ trụ khác chứ có ai đâu. Bởi vì đâu phải có một vũ trụ đâu, 10.000 vũ Đức Phật. Thì khi nó bị một hai vũ trụ mà thôi chứ. Tức là khi mà nó nổ, trái đất này bị nổ là nổ 7 vũ trụ tất cả. Tại vì lúc đó thấy 7 mặt trời tượng trưng cho 7 cái hệ thống đó. Mà nói vũ trụ cho nó bự chứ, 7 cái hệ thống.
mỗi hệ thống là mặt trời, nhưng mà tại sao nó nổ? Nó nổ tại mặt trời giờ nó di chuyển bắt đầu, nhưng mà tới cái thời buổi đó nó ở gần nhau quá, cái độ nóng của bảy mặt trời làm nổ tung cả bảy cái thái dương hệ. Rồi như vậy đó. Thì những người nào mà bảy thái hệ mình nói cho nó bự lại chứ, tùy theo hoại gì lửa, hoại gió hay hoại gì nước gì đó, thì nó phá hoại từng thiền. Ví dụ như phá hoại thì tới cõi sơ thiền thôi, thì những người nào mà có khả năng thì có thể tu tập để nhị thiền nó lên cõi hoàng thiền. Còn nếu mà nó phá tới cõi nhị thiền đó, thì tu tập để lên cõi tam thiền chứ. Chứ đâu có căn cứ phải lên cõi nhị thiền không đâu. Tùy theo. Còn người nào không rắc thì qua sanh về vũ trụ khác là chuyện thường. Chứ làm sao mà nếu không có chỗ sanh ba thở sao? Có lên chỗ khác hết đó. Đó. Còn không thì rớt xuống địa ngục thì rớt giữa ba cái cõi, cái địa ngục tới hù đó. Nên đừng có lo, huynh đừng có lo, huynh vẫn có chỗ đi sinh như thường chứ đừng có lo vậy đó. Mà đều tốt xấu rồi do mình chứ không phải gì cả. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, sao thứ dạ kính dân đồng bào lưu tông. Thì con để hỏi lên để cho tất cả chúng ta cùng nắm bắt được cái vấn đề có những cái khúc mắc đó. Rồi cái vấn đề mà kinh Phệ Đà đó, thì trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn cũng có nói về vấn đề mà lúc mà thế giới này bắt đầu hình thành, những vị sa này ta thấy là đời sống có vẻ tội lỗi quá, giành giật nhau tham lam đủ thứ. Thì mới có một số vị mới bỏ vô rừng tu, rồi có một số vị thì tu thiền không nổi thì người ta mới ra viết sách. Thì có phải từ cái nguồn gốc từ đó mà kinh Phệ Đà phát xuất từ lúc đó không con? Con cũng thỉnh sư Hoàng nghĩ ra thế. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hề, dạ kính thưa chư quý vị. Thì dĩ nhiên cái thời đó là cũng giống như Phật giáo đi, cái khởi thủy của thái dương hệ này đó, khởi thủy từ đâu? Khởi thủy từ Phạm Thiên. Nhưng Phạm Thiên nó có nhiều loại chứ không phải Phạm Thiên Bà La Môn nó có thể đắc thiền. Phạm Thiên Phật giáo nó có thể bắt, nó có nhiều loại đó. Thành ra khi mà xuất hiện đầu tiên đó là cũng có nhiều loại vậy nó xuất hiện. Ví dụ như Phạm Thiên mà từng theo Phật giáo thì nó sanh là những người nó có cái sự suy nghĩ khác Phạm Thiên ấy đó, thấy không? Thế nên tất cả những cái gì đó đó đều là từ Phạm Thiên xuống hết á. Người ta kể là Phạm Thiên đi vòng vòng mà thấy ăn đất ăn gì rồi cái thành người, không phải xuống tới cái chỗ này là phải chết. Mình nên nhớ rồi đó. Bởi vì Phạm Thiên là cái tâm tái tục nó khác, cái người sanh làm người tâm tái tục nó khác, mà sanh làm thú thì cái tâm tái tục nó khác. Thế nên mình sanh làm người rồi có thời tự thiên lập địa, tức là mình là Phạm Thiên đi xuống đi chơi bậy bạ rồi chết rồi mới sanh làm người nha, sanh làm người bởi vì cái tâm tái tục nó khác, chứ không thể mà Phạm Thiên xuống rồi biến thành người, không phải, không có được đó. Nói gì nó có ấy đàng hoàng chứ mình nói kiểu mà thần thông quá đâu có được, nói kiểu mà chuyện Tây Du Ký là không được đó. Nghĩa là Phạm Thiên đi xuống đi lang thang là bị gì đó mà không biết, có thể ăn muôn đất trúng độc gì thì không biết, nhưng mà phải chết rồi mới sanh lại. Rồi lúc đó sanh kiểu nào quá sanh, nghĩa là những người đầu tiên mình gà heo gì đó, trùng côn trùng đĩa để gì là quá sanh hết đó. Bởi vì những cái chúng sanh mà tạo thiên lập địa là quá sanh hết, chứ làm sao mà gáy được. Nên mình cũng thuộc lại vào thời đó, nếu mà mình xuất hiện thì cũng là quá sanh. Nó sanh rồi từ đó thì đi lần mò kiếm ăn để mới ngồi suy nghĩ ra làm sao được kìa, làm sao được kia, rồi mới suy nghĩ là mà lúc đó mới chia năm xe bảy ra chứ đâu ấy đâu. Thì cái nghiệp cũ trong kiếp trước đó, dụ nghiệp mình sanh lên Phạm Thiên là tại vì mình theo đạo Bà La Môn, còn mình sanh lên Phạm Thiên đó là tại vì mình theo đạo Phật, ví dụ vậy đó. Lúc đó thì không còn đạo Bà Môn, đạo Phật, chỉ còn người lúc gần tận thế mà. Thì nó ấy rồi trở lại vậy đó. Thì những cái chúng sanh ở lang thang các nơi đó là bắt đầu ấy, nhưng mà không nói lang thang thì không đúng, lang thang là sau này. Chứ còn hồi đầu tiên, những cái người đầu tiên xuất hiện ở trên trái đất này, thời tạo thiên riêng toàn Phạm Thiên đi xuống không à. Phạm Thiên xuống, Phạm Thiên hết phước cũng có, Phạm Thiên đi chơi rồi xuống bị tai nạn gì đó không biết, nhưng mà xuống đây rồi mới trở thành sanh gì đó.
Thành ra từ đó nó mới có những cái khi mà mình vô mình mới sanh thì mình ở trong rừng này, tối thì xét đánh ngày trời mưa thì nó mới ngồi nghỉ rồi bậy có thành mưa thành gió thành nữa rồi mới do cái nghiệp cũ nó mới tạo tác ra thành những cái cách cúng dường quý thi rồi này kia ông sùng nó mới tạo lao như chứ bây giờ chứ nếu mà hồi mới xuống thì với cái sự trong sạch của Phạm Thiên mà giàu sanh lại làm người đi nữa thì nó cũng người cũng đáng kính lắm chứ đâu phải đâu. Nhưng mà tại đó tại cái phàm nhân nó có cái chủng tử rất là nguy hiểm là chủng tử gì đó, chủng tử vô minh mấy thằng giờ nó thành tùm lum hết là vậy đó chứ không có gì đó. Thành ra mai mốt thì nghe chúng tôi lại vào thời đó biết liền à, nghĩa là ông nói rồi múa tay ông nói giờ cẳng tại sợ sổng Vũ Hán nó đụng vô ra giờ không dám bắt tay mà chỉ đưa cụ chó ra đó là như vậy đó. Giờ thôi tạo tiên lập địa cũng vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú dạ kính dân từ từ lưu tông quý vị có hỏi không, gần hết giờ nha, đặt câu hỏi nữa rồi quý vị suy nghĩ ai đặt thì đặt. Thì khi mà nói tới vấn đề mà tục sinh đó, vấn đề mà trong quả tục sinh đó, thì giờ những cái trường hợp này thì theo vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích này. Ví dụ giờ một người mà tục sinh bằng tục sinh làm người đương nhiên là phải tục sinh bằng tâm quả thiện thì khi họ tục sinh làm người là họ được cái hưởng cái phước cái quả thiện đó rồi trong cái đời sống hàng ngày rồi họ bị cái nghiệp bất thiện xen vô quất cho người chết thì người ta nói là do cái nghiệp bất thiện nghiệp quá khứ bất thiện nó xen vô nó phá cắt đứt cái đời sống. Nhưng mà trường hợp một cái loài thú hay là ngã quỷ thì họ tục sinh bằng cái tâm quả bất thiện nhưng mà trong cái đời sống họ bị cái gì đó cắt đứt đời sống họ bị chết giống như chó bị xe đụng chết thì khi nó bị đụng chết thì có phải là do cái quả bất thiện không ạ? Có phải là nhân bất thiện nào nó gieo để nó bị cắt đứt cái đời sống bất thiện của nó không ạ? Dạ con cùng lĩnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tông. Dạ kính thưa chư quý vị, trong cái quyển cầm cái trong cái chương của Thắng Tóc và Lần Chương nói về cầm đó, nó có 12 loại cầm đó, cho quả theo thứ tự cho quả này cho quả nọ là mình thấy vậy đó. Mình có thể mình sanh làm người là do thiện pháp rồi ra, nhưng mà trong quá khứ bao nhiêu a tăng kỳ kiếp làm người mình tạo bao nhiêu bát đó, có những cái nó vẫn theo kịp như thường chứ không phải mình sanh làm người tâm nhân là nó theo không có kịp nha. Mình sanh làm người tam nhân nó vẫn theo kịp rừng, ngoại trừ cái người tam nhân đó rồi bạch chi má phẫu trả, tức là người này cái kiếp cuối cùng phải đắc thánh thì có những cái ác pháp nó theo không kịp cho tới khi nào người đó đắc đầu quả thôi. Mà đắc đầu quả rồi nó theo nó vẫn tối nha thưa, ví dụ như ngài Phai Giá thấy không, nghĩa là rớt xuống biển nha, không có cách chi chết, ai làm gì làm cũng chết, nhưng mà khi đắc xong chết liền, bị bò hút thấy chưa. Còn nếu mà chưa đắc là không chết thì mình cũng vậy. Nhưng mà bây giờ mình không phải là bạch chỉ má phẫu cả, tức là người có kiếp cuối cùng này đó, thì mình có thể chết bất cứ lúc nào, tại vì phía sau lưng mình đó, nó có hàng hà sa số cái nghiệp xấu với nghiệp tốt nó tranh nhau, nó theo để nó níu áo mình. Mà thằng nào nó níu áo được thì nó cho quả liền, dầu rằng mình có ngồi làm vua đi nữa, nó thằng ác vô nó níu vẫn chết như thường. Mà mình giờ là ăn mài nhưng mà cái thằng thiện nó theo được, cái thiện pháp nó theo được thì không ai làm được gì mình, nó giàu rằng là ăn mài đi nữa cũng không ai làm được vậy đó. Nhưng mà những cái nghiệp đó nó chỉ che mình, những cái nghiệp mà nó trả quả theo cái kiểu của đó thôi, chứ không phải là mình nói là nó theo kiểu của mình giàu đó, không có. Giàu là khi nào mình đang ở đó cái thiện pháp nó theo kịp, nghĩa là mình không bị các pháp nào nó theo mà chỉ còn cái thiện pháp nó theo thì ra mình mới vào được. Chứ còn nếu mà cái áo pháp nó dẫn vô nó tranh, nó nói ê khoan cho quả trước này, rồi mai mốt mày tới mà cho thì mình gì cũng lãnh đủ chứ sao không lãnh, thấy không? Bởi vì mình nói thật sự ra đó, trong một cái tích tắc mà mình suy nghĩ đó, 1.000 tỷ cái sát na nó phát sanh thì khoảng 5.000 khoảng 5.000 cái lộ trình tâm, mà 5.000 cái lộ trình tâm thì bảo đảm 50-50 cũng là phần nửa là ác pháp, phần nửa là thiện pháp. Mà nó cùng một lúc mà nó sanh vừa ác pháp vừa thiện pháp vậy, nghĩa là không phải cùng lúc là nó sanh lượt nhau, không phải cái trước cái sau mà chen lẫn nhau vậy đó.
thì bất cứ thằng nào nó cũng có thể nó cho nó vô nó kiếm chuyện thằng kia để nó cho quả đó. Thấy không? Thành ra cái cuộc đời nó đáng sợ vậy đó. Cái đáng sợ thứ hai đó là con người mình á, mình thường thường là không có biết cái sự suy nghĩ. Nghĩa là không suy nghĩ trước khi làm mà không biết suy nghĩ nữa. Tại sao không biết suy nghĩ? Mình khổ vì cái thân này thì mình không nói rồi. Nhưng mình khổ vì người ngoài nó chửi mình câu mình khổ không? Tại sao mình phải khổ? Nếu mà là người đàng hoàng biết có học thật pháp hoàng, nó chửi mình làm gì phải khổ? Nó chửi mình á, nó là người ác mà mình khổ là mình là người ác theo nó thì là chi vậy? Phải không? Nó rồi mà mình thấy nó khổ, tức là nó bị gì khổ, cái mặt mình hớn hở, mình vẫn là khổ bởi vì cái hớn hở là do tâm tham phát sanh. Tại sao người ta khổ mình vẫn vẫn phải khổ? Người ta khổ mình vẫn phải khổ, người ta vui mình cũng khổ là sao? Đó, mình khổ người ngoài rồi mình quên cái thân này rồi. Thành ra Đức Phật mới dạy mình trở lại cái thân này nè, để mình đề phòng mấy cái đó, gọi là thu thúc lục căn, để mình đề phòng mấy cái đó thì đời mình mới khá lên được. Chứ mình không có thu thúc được lục căn, cái tâm mình khổ, mình đã khổ rồi, nó chửi mình đã khổ rồi mà mình chửi lại đường tiếng đó, mình hết khổ rồi, mình thấy người ta khổ mình hết khổ. Mà cái hết khổ mình nó phát sinh do cái ác pháp chứ làm sao nó không phát sinh được pháp được, phải không? Mình cứ suy nghĩ vậy coi, cả ngày mình làm toàn chuyện tào lao từ sáng tới chiều không, mà mình muốn mình ngon đâu có được. Khổ gì mình đây bộ chưa đủ hay sao mà phải khổ gì người khác vậy? Đó, cái suy nghĩ đi quý vị, cái suy nghĩ rung rung này nghe chúng tôi nói cái suy nghĩ coi, mình làm chuyện có vô lý hay chuyện có lý? Đó. Nếu mình khổ với cái thân này thì thôi mình đâu miễn bàn đi nha. Mình khổ thì thân này mà chưa đủ sao vẫn khổ theo người khác nữa. Đó. Mà khổ người khác cái lợi nhất nó là người dân không thôi tới mình. Thành ra nên về suy nghĩ lại đi, để biết cách suy nghĩ cho đúng mức thì bớt được một phần cái sự khổ đó. Thì mà bớt được phần sự khổ đó thì mai ra trí tuệ nó phát sanh được. Chứ không tối ngày cái miệt mài trong cái sự đau khổ thì không thể nào có trí tuệ đó. Rốt cuộc rồi Diêm Vương tới say hello cái vô chảo đi con, à, vô chảo đi cưng, à, chứ không phải dạy trò đi lên được đó. Bởi vì mình tối ngày mình cứ làm chuyện tào lao không, thấy người ta khổ mình vui, và chuyện là không thể chấp nhận được. À, thành ra Đức Phật mới dạy tứ vô lần năm này vậy đó, ráng tập đi. Nhưng mà không bây giờ tập hết, tập nó tốn thì giờ uống nữa, thì giờ đi dòm ngó nó vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, alo, alo ạ. Con alo, không biết đạo tràng. Cảm ơn hả. À, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, nhân nói về cái nghiệp này, thì con có một cái ý nhỏ nhỏ như vậy. À, khi mình mà đem cái niềm vui hay nỗi buồn đến cho một người khác, thì cái đó là mình đang... Ví dụ như mình đem niềm vui đến cho người ta thì mình đang trả cái quả cho người ta, hay là mình đang gieo một cái nhân mới cho đời sau. À, dạ con thỉnh ngày giải thích dùm con. Hoặc là mình đem nỗi buồn đến người cho người ta là người ta đang phải trả cái quả và vì hồi trước kiếp trước họ đã tạo cái ác nghiệp đối với mình, hay mình đang gieo cái nhân xấu cho đời sau. Dạ con thỉnh ngày giải thích giúp con. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư vị, hai cái đó mình làm liên tục nhau, mình làm nhận liên tục nhau chứ mình không có làm trước sau vậy đó. Nhưng mà đều tại mình không có thấy thôi. Thành ra mình làm liên tục nó khích nhau vậy thì khi mà nó cho quả cũng giống nhau. Ví dụ như bây giờ đi, mình giận nó, mình giận cái người đó thì bên cạnh mình giận người đó cái tâm mình phải suy nghĩ xấu để mình làm cái gì cho nó đau lòng chứ phải không? Nói câu gì ra đầu là bao nhiêu chuyện đó. Tức là cái việc ác của mình chỉ cần suy nghĩ là nó đã tạo nhân ác rồi. Mà cái sự suy nghĩ mình nó làm nó đưa tới hành động của thân khẩu nữa. Trong cái ý không? Anh nhớ chuyện đó. Thành ra thân khẩu ý đó.
nó đi một lèo vậy đó, thì nó cho quả của một lèo vậy đó. Mà khi nó vừa cho cái quả đó xong đó, là mình nhận quả đó thì mình làm ác tiếp tục, chứ làm sao mình làm thiện được. Ví dụ nó lại nó chửi mình tiếng, là mình nhận cái quả kiếp nào đó mình làm gì, bây giờ mình nhận được cái quả xấu là bị chửi. Bị chửi rồi cái trong bụng mình giận đó, tức là mình đã tạo cái nhân xấu tiếp tục, chứ làm sao không trời không tạo được. Phải không? Chứ mình đâu có, mình tư thiệt thì mình không tạo chửi mình. Mình dùng cái kinh nghiệm mình đã từng hành thiền rải tâm từ, thì mình dùng cái thiền tâm từ để mình rải tâm từ để nói chứ. Chứ làm sao không ấy được. Nhưng mà đôi khi mình rải tâm từ mình cũng lựa chọn nha, bộ phàm nhân mà. Đó. Lên thấy kinh hỏi nhiều chuyện sao kỳ quá. Mai mốt không muốn cho ông ăn vui, cái mình rải tâm từ. Nguyện cho tất cả chúng sanh ngoại trừ ông kinh nguyên đa đều được ăn vui cũng như không. Thấy không? Tức là mình vừa làm ác, vừa làm thiện, vừa nhận quả ác, mà vừa tạo nhân thiện, vừa hoặc ngược lại, nó liên tục vậy đó. Nó liên tục vậy đó chứ không phải ấy đâu. Mình tưởng là nó lâu à. Không có gì lâu. Đó. Mình nghe người ta chửi một âm thanh là cái tâm mình nó giận liền, nổi giận. Cái lỗ tai mình nghe là cái quả. Rồi mình giận liền là mình, tức là mình gieo nhân liền, chứ làm sao mà đợi ngày mai mới gieo. Không lẽ mình là người có cảm giác chậm, nó chửi giờ tối về suy nghĩ mới giận đó. Không có đâu. Nhưng mà có cảm giác chậm cái kiểu đó thôi chứ. Đi học di pháp với kinh nguyên ra cũng vô ích thôi. Nam mô Bích Thà giá kinh bạch chư tô quỳ giá. Có câu hỏi trên nói vắn tắt thôi. Tứ như tốt, tứ như khác nhau chỗ nào? Tứ như tốt là giống như cái pháp hành mới đoạn đầu thôi, chưa có thành cái quả, chưa có năng lực đầy đủ. Nhưng mà tứ như tốt là mình có thể sai ký những cái điều hoàn thành bốn cái pháp đó, nó có khả năng nó cho quả theo ý của mình, thành ra gọi là tứ thần túc. Nam mô Bích Thà giá kinh bạch chư tông hoàng giả, kính thưa chư cần sinh nam phật nữ, nô trạc tất cả phước báo nào phát sanh giờ pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mỗi duyên lành này chư tông hoàng giả cùng cần sinh nam phật nữ có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thà giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sẵn Khà giá, nam mô Rất Tân Nát Tà giá xa. Rồi xin nhận mất lời cho MC. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con đến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên với ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng trời xong ngay luôn, định thỉnh ngài là ngài đi mất tiêu rồi quý vị ơi, ngài rời rung luôn rồi. Dạ, ngài Trí Đức cũng rời rung luôn rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thỉnh pháp, rồi mình dâng phước đến với chư thiên nha quý vị. Dạ, ngài nhà trong room có ngài Chị Đức mà ngài cũng rời room rồi, chắc ngài bận việc rồi. Dạ, nam mô Bích Tha giá kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối ạ. Uất tâm ăn ghê na quanh đề hằng ba đà phạn sum ba ruột tâm ăn bột thể vô khá lý tẩu đô sơ bột thô tham mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dây chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta mạng ghê na quanh đê hăng thẩm manh cha đưa quy thăng và răng thẩm mê vô khá đi tô đổ sâu thẩm mô khá mạch tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con.
Tam ăn ghê na quan đê hăng sằng khanh cha đưa quy thoát tam ăn sằng khê dơ khá lý tổ đô sơ sằng khô khẩm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Xin mời đạo tràng cung giới Nhục Huynh hồi hướng và phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với chư thiên ạ. Và đề quá ta san tì vi ha ra qua xin ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha quan tu bô chi ta so thình ta ơn tê ta vi ha ra man đà lê thể ra cha mắt cha na quạt ca cha kha bô sa ra mi ca đa na bát tì u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta sê ca ta và quan tu tê cha la bù cha ye bi cha an đà sam pha qua san se đà cha ta a ta bồ ba ba ti ca niệu gia ni căn tham ma qua răng ma tịch cha tê sa bê bi được ha sa ca ron tu sang kha văn tha tu chi răng sa tặng tham mô tham ma tha ra cha bồ ca la sang go ho tu sam mắc go qua a tha cha cha hê ta ya cha am hai ra kha tu sa tham mô sát bề vi tham ma cha di nơ vượt thỉnh sam ba phụ nại gia ma tham ma di dập ba quê di tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng rồi sinh hầu độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, tất cả chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền.